chương trăm linh một ly thành phẫn nộ. Các ngươi tới chậm một bước thiên phượng cung thiếu cung chủ đã cùng người chạy chốt. Mân nhìn xem Ly Thành ba người, cười híp mắt nói. Cái gì? Ly Thành nghe nói như thế, sắc mặt lập tức không khỏi lạnh lẽo. Hắn nhìn chằm chằm Trúc Mân, lạnh giọng nói, Trúc Mân. Ta không có công phu nói đùa với ngươi, ta. Không có ở nói đùa với ngươi, ta nói chính là sự thật, không tin, ngươi có thể hỏi viêm lại chúc Mân cười khẽ một tiếng nói, nhìn xem Ly Thành biểu tình đặc sắc kia. Trong lòng của hắn cũng cảm giác cực kỳ thống khoái, Ly Thành nghe vậy. Lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng viêm lại, ánh mắt lộ ra hỏi ý thần sắc. Trúc Huynh nói không sai, trước đây không lâu, thiên phượng cung thiếu cung chủ. Đích xác đi theo người khác rời đi, viêm. Lại đành phải đúng sự thật nói, nói thật. Hắn là không tình nguyện lắm pha trộn đến chúc mỗ cùng ly thành bọn người đấu tranh tranh vào vũng nước đục này bên trong. Lấy thực lực của hắn, đi theo chúc mỗ lưu manh còn có thể. Một khi lẫn vào đến ly thành những đám đại lão này trong đấu tranh, một cái làm không tốt. Chính là tan xương nát thịt hạ tràng. Trúc mỗ ra thế mặc dù không giống như trịnh bạch diệt bọn người thấp. Nhưng mà Trúc Mân tại trên thực lực lại cùng hắn không kém bao nhiêu. Thậm chí đều so với hắn kém hơn một chút. Cùng Trúc Mân hỗn, ít nhất không có cái gì nguy hiểm tính mạng bởi vì chúc mân nếu muốn giết hắn mà nói cũng không có dễ dàng như vậy nhưng ly thành những người này lại khác những người này chẳng những gia thế kinh người liền thực lực của bản thân cũng là cực kỳ khủng bố ly thành bọn người bây giờ tại huyền vụ phủ đã không hề chỉ là dựa vào gia thế của bọn hắn xuất thân con nhà giàu liền chính bọn hắn bản thân cũng đã tính là huyền vụ phủ cự đầu nhân vật tại bực này nhân vật Trước mặt Viêm lại áp lực là phi thường lớn. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ly Thành nghe được Viêm lại lời này, ánh mắt lập tức không khỏi âm trầm vô cùng. Trên trán gân xanh một hồi bạo khiêu. Trúc Mân có lẽ còn dám ở trước mặt hắn nói đùa, nhưng mà Viêm lại cũng tuyệt đối không có lòng can đảm dám trêu đùa hắn, một cái chỉ là Viêm Nham Vương chiêu. Hoàng tử mà thôi, trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới chọc giận hắn, hắn có thể đem toàn bộ viêm nham vương chiêu đều tiêu diệt. Ly Thành, các ngươi cuối cùng vẫn là tới trễ. Các ngươi tâm tâm niệm niệm thiên phượng cung thiếu cung chủ, danh hoa đã có chủ. Bị người khác hái được quả đáo. Trúc Mân nhìn xem Ly Thành ba người, một hồi cảm thán nói. Người mẹ nó, lại cho lão tử nói nhảm, tin hay không lão tử diệt ngươi, Ly. Thành sắc mặt khó coi vô cùng nói, thật sự cho rằng đại trưởng lão nhi tử thân phận liền ghê gớm sao lão tử thật đúng là muốn nhìn một chút lão tử giết ngươi đại trưởng lão có thể hay không vì ngươi tên phế vật này cùng ta tra vạch mặt đại trưởng lão tại huyền vụ phủ quyền cao chức trọng thật không tệ nhưng liều mạng cha hắn chúc mân có thể liều đến qua hắn cha hắn thế nhưng là huyền vụ phủ phủ chủ thật muốn liều mạng cha tại huyền vụ phủ ai có thể liều đến qua hắn nếu là giết Trịnh Bạch Diệt mà nói hắn còn có mấy phần cố kỵ chỉ cần tại chỗ không có người mới có thể giết người diệt khẩu dù sao Trịnh Bạch Diệt cũng là một cái nửa bước phi thăng cảnh cường già tuyệt đỉnh đối với một đứa con trai như vậy nhị trưởng lão thế nhưng là coi như tâm đầu nhục đến xem nếu là hắn giết Trịnh Bạch Diệt tin tức tiết lộ ra ngoài mà nói nhị trưởng lão tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm hắn liều mạng dù cho có cha hắn huyền vụ phủ phủ chủ che chở cuối cùng hắn cũng phải trả giá to lớn vô cùng đánh đổi mới có thể lắng lại nhị trưởng lão lửa giận cho nên hắn đối với trịnh bạch diệc hoặc là không hạ thủ một khi hạ thủ thì sẽ không thể tiết lộ phong thanh tin tức nhưng đối với trúc mân nhưng là khác rồi nói thật đối với một phế vật như vậy nhi tử liền đại trưởng lão bản thân mình đều không phải là rất coi trọng giết trúc mân có lẽ đại trưởng lão cũng sẽ tức giận nhưng chỉ cần hắn đánh đổi khá nhiều đại trưởng lão cũng sẽ không quá mức truy cứu trúc mân mặc dù trên danh nghĩa cũng là thiếu phủ chủ người dự bị nhưng cũng chính là trên danh nghĩa mà thôi ai cũng sẽ không coi là thật một cái liền đại thông huyền cảnh võ giả đều không phải là phế vật nói hắn cuối cùng có thể trở thành huyền vụ phủ thiếu phủ chủ cái này ai mà tin nghe được ly thành lời này Trúc Mân sắc mặt lập tức cũng không khỏi một hồi khó coi, hỗn đàn. Mặc dù hắn biết, ly thành bọn người, vẫn luôn xem thường chính mình. Nhưng như hôm nay dạng này, trực tiếp trần chuồng uy hát yêu ta muốn giết chết chính mình. Cũng là từ chỗ không có, đầy quả thực là một điểm mặt mũi cũng không cho hắn lưu. Trực tiếp đem hắn tôn nghiêm, dẫm ở dưới lòng bàn chân. Viêm lại, ngươi nói cho hắn một chút tình huống, chúc. Mân xoay đầu lại, nhìn xem viêm lại, nói mà không có biểu cảm gì đạo. Đối mặt Ly Thành như thế không nể mặt mũi đánh mặt. Nếu như hắn còn muốn ngoan ngoãn cho Ly Thành giảng giải thiên phượng cung thiếu cung chủ sự. Tình, như vậy, hắn hôm nay tôn nghiêm, chính là hoàn toàn ném lên mặt đất. Cũng lại nhặt không nổi. Này đối chúc mân tới nói, tuyệt đối là khó mà chịu được sự tình, nhưng nếu như hắn không hướng ly thành nói rõ ràng tình huống lấy ly thành tính cách tuyệt đối sẽ nói được thì làm được thật là có có thể sẽ ra tay đánh giết hắn bây giờ hắn tại trong thanh dương tông di chỉ lấy được bảo vật cơ duyên vô số sau này tiền đồ một mảnh tốt đẹp sao có thể cứ như vậy chết ở chỗ này bây giờ chúc mân thế nhưng là so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều tiếc mạng cực kỳ cho nên cuối cùng chúc mân trực tiếp đem oa ném cho viêm lại mẹ nó cái này rác rưởi, viêm lại nghe nói như thế. Trong lòng cũng không nhịn được thầm mắng một tiếng đối với Trúc Mân cách làm. Trong lòng của hắn cũng rất là khó chịu. Trúc Mân cách làm này, quả thực là đem hắn đặt ở trên lửa nướng, sơ ý một chút. Hắn so với Trúc Mân, lại càng dễ mất mạng. Trúc Mân tốt xấu có một cái đại trưởng lão phụ thân xem như chỗ dựa. Ly Thành mặc dù ngoài miệng uy hát yêu ta nói muốn giết hắn nhưng lại sẽ không thật sự dễ dàng biến thành hành động. Trúc Mân lại phế vật, đó cũng là đại trưởng lão nhi tử, giết Trúc Mân. Đây không phải là đánh đại trưởng lão khuôn mặt sao, lấy đại trưởng lão tính cách. Bị đánh khuôn mặt như thế nào có thể sẽ dễ dàng từ bỏ ý đồ. Nhưng hắn viêm lại nhưng là khác rồi. Viêm nham vương chiêu tại ly thành nhân vật bậc này trước mặt. Đơn giản không bằng cái rắm một cái, ly thành nếu là nhìn hắn khó chịu, giết lên hắn tới cũng sẽ không có cái gì cố kỵ. Chẳng lẽ viêm nham vương chiêu còn dám hướng ly thành trả thù trả thù không thành viêm lại. Trong lòng thầm kêu một tiếng suối quẩy, lập tức. Hắn chỉ có thể đem có liên quan thiên phượng cung thiếu cung chủ cùng sở kiếm thu sự tình. Đầu đuôi nói cho ly thành bọn người. Ly thành mấy người đang nghe xong viêm lại giảng thuật sau đó. Sắc mặt lập tức âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước trong lòng bọn họ khó thể thực hiện thiên phượng cung thiếu cung chủ. Cứ nhiên bị một cái nam châu dế nhũi hái được quả đào, chuyện này đối với bọn họ mà nói. Quả thực là một kiện không cách nào dễ dàng tha thứ sự tính. Càng làm bọn hắn hơn khó mà chịu được là thiên phượng cung thiếu cung chủ. Lại còn gọi cái kia dế nhũi thiếu ra, chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện này. Đơn giản liền để trong lòng của bọn hắn, như muốn điên cuồng. Nếu là thiên phượng cung thiếu cung chủ, cuối cùng lựa chọn một cái thân phận địa vị và bọn hắn tương đối người, bọn hắn cũng nên nhận. Nhưng thiên phượng cung thiếu cung chủ, lại là làm một cái cuối cùng làm bọn hắn khó mà dễ dàng tha thứ lựa chọn. Lựa chọn một cái chỉ là nam châu dế nhũi, hơn nữa, cái kia dế nhũi. Vẫn là một cái thiên tôn cảnh sâu kiến. Trường 3202 truy sát, thiên phượng cung thiếu cung chủ cách làm này để cho bọn hắn những thứ này theo đuổi nàng thiên vũ đại lục tất cả võ đạo thiên kiêu cuối cùng đều thành một chuyện cười nhiều như vậy võ đạo thiên kiêu nàng cũng không chọn cuối cùng thế mà lựa chọn một cái dế nhũi sâu kiến chuyện này đối với bọn hắn những võ đạo này thiên kiêu tới nói quả thực là một cái khó mà chịu được vũ nhục cái này há chẳng phải là nói bọn hắn những võ đạo này thiên kiêu liền một cái dế nhũi sâu kiến cũng không bằng Chuyện này một khi truyền đi, tin tưởng không chỉ mình mấy người bọn họ biết phẫn nộ vô cùng. Tất cả đã từng theo đuổi qua thiên phượng cung thiếu cung chủ võ đạo thiên kiêu. Đều tuyệt đối sẽ phẫn nộ đến phát cuồng, tiểu. Xúc sinh, kinh người quá đáng, nhất định phải giết hắn. Ly thành đỏ hồng mắt, tức giận rít gào lên đạo. Cái này nếu không phải là tại đi vào phía trước bởi vì đụng phải thẩm ngọc anh. Hơn nữa còn cùng thẩm ngọc anh nói qua, bọn hắn lúc tiến vào chính là vì tới gặp thiên phượng cung thiếu cung chủ, chỉ sợ, hắn lần này. Sẽ liền thiên phượng cung thiếu cung chủ, cũng muốn cùng một chỗ giết. Tiện nhân kia, có mắt không tròng, tiền ai không tốt. Nhất định phải chọn một nam châu dế nhũi, hơn nữa còn là một cái thiên tôn cảnh sâu kiến. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, đã một cái cực lớn châm chọc. Cũng là một cái không gì sánh nổi vũ nhục. Giờ khắc này, Ly Thành cảm giác chính mình không xa ức vạn dặm chạy đến đơn giản liền thành một cái thiên đại chê cười, chuyện này nếu như truyền đi. Hắn về sau đơn giản không mặt mũi thấy người. Giờ khắc này, hắn vô luận là đối với cái kia cái gọi là sở kiếm thu. Vẫn là đối với thiên phượng cung thiếu cung chủ, đều tràn đầy sát ý vô tận. Bất quá, bởi vì bọn họ đi vào phía trước, bị thẩm ngọc anh nhìn thấy qua nguyên nhân, lần này. Chỉ có thể giết cái kia tiểu xúc sinh, mà không thể động thiên phượng cung thiếu cung chủ bằng không, thật muốn bị thiên phượng cung biết. Các nàng thiếu cung chủ chết ở trong tay của mình, cho dù hắn cha là huyền vụ phủ phủ chủ. Cũng không bảo vệ được hắn, trừ phi huyền vụ phủ dự định cùng thiên phượng cung triệt để khai. Chiến, nói, bọn hắn từ nơi nào chạy, ly thành đỏ hồng mắt. Mặt mũi tràn đầy sát cơ mà nhìn xem viêm lại hỏi, từ bên phải sơn đạo rời đi. Viêm lại bị ly thành trên thân cái kia nồng đậm vô cùng sát cơ bức bách nhịn không được lui lại mấy bước hắn vội vàng đưa tay chỉ bên phải sơn đạo nói hắn lúc này thật là không muốn lại đi đối diện với mấy cái này tựa hồ muốn nổi điên tầm thường điên rồ vẫn là mau đem những tên điên này cầm đi để cho sở kiếm thu tiểu xúc sinh kia đi đối diện với mấy cái này hung thần ác sát a à. ly thành nghe vậy lập tức hừ lạnh một tiếng không tiếp tục để ý trúc mân cùng viêm lại thân hình lóe lên hướng thẳng đến bên phải sơn đạo đuổi tới, trịnh bạch diệt cùng kinh chấn bình thấy thế, cũng đi theo phía sau hắn. Hướng về bên kia đuổi tới. Trúc Mân cùng viêm lại nhìn thấy mấy người kia rời đi. Cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mấy cái này điên rồ phát điên lên tới. Bọn hắn thật đúng là áp lực như núi, bất quá, lần này, hắn cuối cùng gắp lửa bỏ tay người. Đem mấy cái này điên rồ, gây nên truy sát sở kiếm thu đi. Hắn xếp đặt lâu như vậy cục hôm nay trung quy là thành công, ly thành bọn người cùng sở kiếm thu phen này giao phong. Vô luận ai thua ai thắng, cuối cùng bên thắng, sẽ chỉ là hắn chúc mân. Hai phe này, đều không phải là dễ trêu dù cho có thể một phương cuối cùng bị thua. Nhưng thắng phía kia, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu, dù cho thắng. Cũng chỉ lại là thắng thảm. Thậm chí còn có một loại khả năng, hai bên này một phen tranh đấu phía dưới trực tiếp lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy vu tận. Vậy hắn cũng quá sướng rồi, một khi xuất hiện kết quả như vậy. Huyền vụ phủ thiếu phủ chủ chi vị, hắn cơ hồ dễ như trở bàn tay. Không có mấy người kia cùng hắn cạnh tranh. Lại thêm hắn tại Thanh Dương Tông Di chỉ lấy được như thế một phen đại cơ duyên. Huyền vụ phủ thế hệ trẻ tuổi bên trong, còn có ai có thể tranh đến qua hắn, ly. Thành mấy người, dọc theo bên phải sơn đạo một đường truy tung tại cái này bên phải trên sơn đạo bọn hắn phát hiện bên này sơn đạo bên cạnh một chút kiến trúc bí địa có vẻ như có không ít bảo vật cơ duyên rất nhiều nơi đều tản ra từng đợt đậm đà bảo quang mà không giống bên trái sơn đạo như thế đơn giản giống như đất trống đồng dạng sạch sẽ liền một cọng lông cũng không có còn lại chỉ có điều bây giờ ba người một lòng đều đặt ở truy sát sở kiếm thu phía trên đối với những kiến trúc này bí địa bên trong bảo vật cơ duyên bọn hắn lúc này cũng không tâm tư đi để ý tới ngược lại những bảo vật này cơ duyên ngay ở chỗ này cũng sẽ không tự mình chạy chờ giết sở kiếm thu tiểu xúc sinh kia bọn hắn trở lại lấy những bảo vật này cơ duyên cái kia cũng một dạng sở kiếm thu mang theo đám người dọc theo bên phải sơn đạo cấp tốc xuống núi bọn hắn tại ly thành mấy người leo lên bên trái sơn đạo thứ trong lúc nhất thời liền đã lập tức xuống núi mà ly thành mấy người ở bên trái trên sơn đạo dọc theo đường đi còn tìm tòi một phen bên trái ngọn núi bên trong một chút kiến trúc bí địa trong thời gian này chậm trễ không thiếu thời gian bọn hắn tại leo lên đỉnh núi sau đó cùng chúc mân viêm lại hai người một phen trò chuyện lại chậm trễ một chút thời gian khi bọn hắn từ bên phải sơn đạo bắt đầu truy tung sở kiếm thu đám người thời điểm sở kiếm thu mang theo đám người đã sớm đi tới chủ phong chân núi sở kiếm thu vừa đến chủ phong chân núi lập tức lấy ra chiếc kia độn phong phi chu tại dưới thao túng sở kiếm thu chiếc kia độn phong phi chu đón gió nhoáng một cái trong nháy mắt hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ lên thuyền sở kiếm thu trước tiên mang theo đẹp như tranh nhảy lên độn phong phi chu hướng về phía đám người quát lên, ly thành, trịnh bạch diệt cùng gai chấn bình mấy người. Tại Thanh Dương Tông Di chỉ khu vực hạch tâm, có thể đột phá cấm bay đại trận tiến hành phi hành. Bọn hắn nếu là trực tiếp chạy trốn như vậy, là không thể nào thoát khỏi ly thành đám người đuổi giết, cũng may. Thôn Thiên Hổ trước đây tìm được như vậy một kiện cửu giai phi hành linh thạch pháp bảo, độn. Phong Phi Chu mà chiếc này Độn Phong Phi Chu cũng đồng dạng có thể đột phá cấm bay đại trận phong tòa. Ở đây tiến hành phi hành, nếu không phải nắm giữ chiếc này Độn Phong Phi Chu, bọn hắn lần này muốn trốn thoát ly thành mấy người truy sát nhưng là hết sức khó khăn. Nghe được sở kiếm thu hạ lệnh, đám người vội vã leo lên Độn Phong Phi Chu, Phong Ca Lan đi theo. Ở một đám Thiên Phượng cung đệ tử sau lưng cũng leo lên Độn Phong Phi Chu nhìn thấy sở kiếm thu dọc theo con đường này vội vã chạy trốn. Bây giờ thậm chí ngay cả độn phong phi chu đều lấy ra ngoài. Phong ca lan lúc này ánh mắt không khỏi một hồi lấp lóe ra hỏa này. Rốt cuộc gặp phải cái gì dạng cường địch thế mà chạy trốn đến vội vàng như thế. Phải biết trước đây liền trúc mân. Đều không thể làm sở kiếm thu như lâm đại địch như thế, bất quá, Phong Ca Lan nghi hoặc thì nghi hoặc, nàng cũng không dám ngay tại lúc này làm yêu. Nàng nếu là dám can đảm ở loại thời điểm này quấy rối mà nói, nàng không chút nghi ngờ. Sở Kiếm Thu sẽ trực tiếp mượn cơ hội này đem nàng giết đi. Sở Kiếm Thu đoán chừng đã sớm muốn đem nàng trừ chi cho thống khoái, chỉ có điều bởi vì nàng từ trước đến nay Thiên Phượng cung đệ tử cùng một chỗ. Sở Kiếm Thu lại tìm không thấy cớ gì, cũng không tốt tùy ý giết nàng vô luận như thế nào, nàng dù sao cũng là thiên phượng cung đệ tử. Sở kiếm thu nếu là vô duyên vô cớ đối với nàng hạ sát thủ mà nói. Tuyệt đối sẽ cho hắn cùng huyền kiếm tông rước lấy đại phiền toái, cuối cùng khổ sở. Sẽ chỉ là đẹp như tranh. Nhưng nàng nếu là dám vào giờ phút như thế này quấy rối mà nói. Vậy thì tương đương với tự mình tìm đường chết đem sở kiếm thu giết nàng lý do. Trực tiếp chủ động đưa cho sở kiếm thu chương 3203 truy sát. Phong Ca Lan mặc dù đối với sở kiếm thu cũng là hận thấu xương. Nhưng mà nàng cũng không có ngu đến mức chính mình chủ động đi tìm đường chết. Nàng nếu là ngay tại lúc này quấy rối mà nói. Đoán chừng đều không cần đến sở kiếm thu giết nàng, đẹp như tranh đều biết trực tiếp ra tay. Đem nàng chém mất, vị này thiếu cung chủ, mặc dù tâm địa thiện lương, nhưng mà nàng đối với sở kiếm thu yêu quá sâu, vì sở kiếm thu, vị này thiếu cung chủ, đoán chừng sự tình gì. Đều biết làm được đi ra. Có lẽ bình thường xem ở chính mình là thiên phượng cung đệ tử phân thượng. Nàng sẽ không để ý chính mình, nhưng một khi chính mình biểu lộ ra. Sẽ uy hát yêu ta được sở kiếm thu an toàn cử động thời điểm, nàng có thể chắc chắn. Vị này thiếu cung chủ, tại thời điểm này. Đối với mình tuyệt đối không có chút nào thủ hạ lưu tình đẹp như tranh nếu như giết nàng toàn bộ thiên phượng cung ai còn có thể nói cái gì dù cho có người đối với cái này bất mãn nhiều lắm là cũng chính là phàn nàn vài câu mà thôi chẳng lẽ còn thực có can đảm đi tìm vị này thiếu cung chủ phiền phức không thành lấy đẹp như tranh tại thiên phượng cung thân phận địa vị đừng nói là giết nàng dù cho giết sư phụ nàng đoán chừng cũng chính là bị trách cứ mấy câu chuyện chẳng lẽ còn sẽ phế đi nàng thiếu cung chủ thân phận không thành cho nên khi nhìn thấy sở kiếm thu không biết đối với đẹp như tranh nói vài câu lời gì mà đẹp như tranh ánh mắt hướng nàng xem qua tới thời điểm phong ca lan trong lòng cũng không khỏi căng thẳng lập tức liền lộ ra càng thêm điệu thấp cả người biểu hiện vô cùng khéo léo cẩn thận đi theo ở đặng bích linh bên người không dám có nửa bước rời đi bây giờ nếu là đẹp như tranh đối với nàng hạ sát thủ có lẽ cũng chỉ có đặng bích linh sẽ vì nàng ra mặt khuyên can mấy câu đến nỗi thiên phượng cung đệ tử khác đã không có thân phận như vậy cũng chưa từng như vậy lòng can đảm phong ca lan đoán không lầm sở kiếm thu vừa rồi cùng đẹp như tranh thương lượng thật đúng là định đem nàng cho diệt trừ đương nhiên sở kiếm thu cũng không phải khiến đẹp như tranh ra tay mà là cùng đẹp như tranh chào hỏi để cho nàng có cái chuẩn bị tâm lý thật muốn đánh giết phong ca lan mà nói sở kiếm thu chỉ có thể tự mình ra tay mà sẽ không đem cái này phiền phức ném cho đẹp như tranh mặc dù lấy đẹp như tranh thân phận giết một cái thiên phượng cung ngoại môn đệ tử có lẽ cũng không thể coi là cái gì nhưng loại phiền toái này chuyện sở kiếm thu có thể chính mình đam hạ tới vẫn là muốn tận lực chính mình gánh vác tiếp mà không muốn đẹp như tranh đi tham dự trong đó Tất nhiên mình tại tiểu nha đầu này bên người, liền nên vì nàng che gió che mưa, để cho nàng sống được thật vui vẻ, mà không phải để cho nàng đi đối mặt một chút minh tranh ám đấu, mưu mẹo nham hiểm. Tại tất cả mọi người đều leo lên Độn Phong Phi Chu sau, Sở Kiếm Thu khống chế Độn Phong Phi Chu, hướng về Thanh Dương Tông Di chỉ bên ngoài bay đi tại Độn Phong Phi Chu khu vực Hạch Tâm thôn thiên hổ không ngừng mà lấy ra bát phẩm linh thạch cung cấp độn phong phi chu hấp thu. Độn phong phi chu phi hành không lâu, ly thành, trịnh bạch diệt cùng kinh chấn bình. Cũng tới đến chủ phong chân núi, ra chủ phong. Không có trong chủ phong lực lượng cường đại quấy nhiễu, ly thành ba người. Lập tức cũng nhìn được đang nhanh chóng phi hành độn phong phi chu. Ba người thực lực cường đại tăng thêm độn phong phi chu biến thành dài mấy trăm trượng phi thuyền, mục tiêu lớn vô cùng, lấy ba người thị lực. Tự nhiên có thể thấy được đang tại chạy trốn độn phong phi chu, ly thành ba người nhìn thấy một. Màn này, lập tức không khỏi vừa sợ vừa giận. Nghĩ không ra, đối phương thế mà nắm giữ mạnh mẽ như vậy linh thạch pháp bảo, từ cái kia phi. Thuyền tản mát ra cường đại ba động nhìn, cái này phi thuyền. Ít nhất cũng là cửu dai trở lên linh thạch pháp bảo bọn hắn mặc dù là thực lực có thể so với phi thăng cảnh cường già tuyệt đỉnh. Nhưng mà sử dụng pháp bảo, nhưng cũng bất quá là nửa bước cửu dai bảo vật mà thôi. Toàn thân trên dưới, nhưng tìm không ra một kiện có thể cùng chiếc kia phi thuyền cùng nhau. Địch nổi bảo vật, chỉ là cái này một chiếc phi thuyền, có giá trị. So với ba người bọn họ toàn bộ tài sản cộng lại. Đều cao hơn nhiều lắm, nhìn thấy chiếc kia phi thuyền ba người càng thêm kiên định muốn giết sở kiếm thu tâm tư. Bọn hắn cũng không nghĩ tới tiểu súc sinh kia. Thế mà còn là một cái xuất thân giàu có dê béo lớn, một con dê to béo như vậy. Đi đâu mà tìm, coi như không có thiên phượng cung thiếu cung chủ chuyện này. Như thế mập một cái dê béo, bọn hắn cũng tất phải là muốn làm thịt. Ba người lập tức thân hình lóe lên, bay đến không trung bên trong. Hướng về phía trước chiếc kia độn phong phi chu cố hết sức đuổi tới sở kiếm thu khống chế độn phong phi chu ở phía trước trốn ly thành ba người nhưng là ở phía sau liều mạng truy một đuổi một chạy trong nháy mắt chính là năm ngày thời gian trôi qua đang lúc sở kiếm thu cùng ly thành bọn người tại trong thanh dương tông di chỉ một phương trốn một phương đuổi thời điểm đầm lầy ma đảo ám ma ngục chủ chậm rãi mở mắt hắn nhìn lướt qua ma đảo ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc tiếc nuối đi qua thời gian dài như vậy hấp thu ma đảo bên trên ám ma chi khí đã hoàn toàn bị quét ngang không còn một mống tại lúc mới bắt đầu ma đảo trung ương còn có ám ma chi khí liên tục không ngừng mà bốc lên tới nhưng là bây giờ lại là liền một tia ám ma chi khí cũng không có nhưng ở hấp thu nhiều như vậy ám ma chi khí sau tu vi của hắn cũng đã đột phá đến nửa bước đại thông huyền cảnh mà chiêm thái yến phong cùng ân thăng đẳng người cũng trên cơ bản đột phá đến tiểu thông huyền cảnh đỉnh phong cho dù là yếu nhất nhung áo lúc này cũng đã là tiểu thông huyền cảnh hậu kỳ võ giả đáng tiếc nếu là lại có một chút ám ma chi khí cung cấp cho hắn là hắn có thể đủ đột phá đến đại thông huyền cảnh nhưng bây giờ ma đảo trung ương lại không có một tia ám ma chi khí sinh ra ám ma ngục chủ từ dưới đất đứng lên đối với chiêm thái đám người nói đi Chúng ta đi Ma đảo Trung Ương xem. Bây giờ bọn hắn ám ma ngục mặc dù chỉ còn lại chỉ là 20 người. Nhưng mà cái này 20 người, yếu nhất Nhung Áo. Cũng là tiểu thông huyền cảnh hậu kỳ cường giả. Một cổ sức mạnh này vô cùng cường đại. Dù cho cùng ám ma ngục phía trước tột cùng nhất mấy trăm vạn tôn giả cảnh đại quân so sánh. Đều chỉ mạnh không yếu. Tự thân tu vi tăng mạnh, khoảng cách đột phá chân chính đại thông huyền cảnh chỉ còn kém nửa bước bên cạnh lại có 20 tên tiểu thông huyền cảnh hậu kỳ trở lên cường già. Ám ma ngục chủ bây giờ sức mạnh cực sung tốt. Tất nhiên cái này ma đảo trung ương, đã lại không ám ma chi khí sinh ra, cũng là thời điểm. Nên đi ma đảo trung ương xem, đến tột cùng là cái gì tình huống, hắn vẫn luôn rất hiếu kỳ. Cái này ma đảo trung ương, đến tột cùng có dấu bí mật lớn gì? Nhưng phía trước bởi vì thực lực không đủ, hắn trong lòng có e dè phía dưới cũng không dám dễ dàng tới gần ma đảo trung ương bởi vì cái này ma đảo trung ương vừa có khả năng nắm giữ một cọc to lớn vô cùng cơ duyên cũng có khả năng cất giấu một phần thiên đại hung hiểm nhưng bây giờ những thứ này cũng không sao cả lấy hắn thực lực hôm nay hắn tự tin đủ để ứng phó hết thảy biến cố đợi đến dò xét tinh tường cái này ma đảo trung ương tình huống sau đó Hắn liền dẫn dắt Chiêm Thái, Yến Phong bọn người rời đi cái này Viễn Cổ Di chỉ bí cảnh. Đi hướng Huyền Kiếm Tông báo thù, lấy bọn hắn dòng dã 20 tên tiểu thông huyền cảnh hậu kỳ trở lên tu vi cường giả. Lại thêm chính hắn, chiến lực tuyệt đối không tại chính thức đại thông huyền cảnh phía dưới. Mạnh mẽ như vậy một cỗ lực lượng, muốn hủy diệt Huyền Kiếm Tông. Cũng liền cùng lấy đồ trong túi đồng dạng dễ dàng. Chương 3204 Ma Trung Ương đảo phong ấn. Ám ma ngục chủ mang theo chiêm thái bọn người, hướng về Ma đảo Trung Ương đi đến, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, đã có thể dễ dàng tiếp nhận Ma đảo Trung Ương, tản mát ra uy áp kinh khủng. Chờ bọn hắn đi tới Ma đảo Trung Ương, nhìn thấy Ma đảo Trung Ương cảnh tượng thời điểm, trong mắt cũng không khỏi lộ ra cực kỳ chấn động thần sắc, cái này Ma đảo Trung Ương có một cái trong vòng nghìn dặm cực lớn vực sâu mà tại trên vực sâu này bao trùm lấy một cái to lớn vô cùng phù ấn cái này ấn phù to lớn vô cùng đem toàn bộ trong vòng nghìn dặm vực sâu toàn bộ bao trùm ở bên trong mà tại cái này cực lớn ấn phù bầu trời còn lơ lửng một thanh trường kiếm thanh trường kiếm này trên thân tản ra một cỗ sức mạnh vô cùng đáng sợ đứng tại vực sâu phong ấn biên giới ám ma ngục chủ bọn người tại thanh trường kiếm kia tản mát ra sức mạnh trấn áp xuống cũng không khỏi cảm giác một hồi ngạt thở cái này ma đảo bên trên sức mạnh uy áp sở dĩ khủng bố như thế thì ra cũng là nguồn gốc từ thanh trường kiếm này cùng trường kiếm phía dưới cực lớn phong ấn nhưng lúc này chuôi này tản ra vô cùng lực lượng đáng sợ trường kiếm trên thân kiếm lại là hiện đầy rậm rạp chằng chịt vô số vết rách cả thanh trường kiếm liền giống như từ vô số bể tan tành đồ sứ hợp lại mà thành đồng dạng tựa hồ sau một khắc lúc nào cũng có thể sẽ trực tiếp vỡ nát ám ma ngục chủ nhìn xem một màn này rung động trong lòng đến khó lấy hình dung tình cảnh thanh trường kiếm này phá toái thành bộ dáng như vậy còn vẫn còn sót lại có như thế lực lượng kinh khủng tại thanh trường kiếm này lúc toàn thịnh có sức mạnh đến tột cùng đáng sợ đến mức nào đây quả thực là khó có thể tưởng tượng Ám Ma Ngục chủ nhìn chằm chằm thanh trường kiếm kia nhìn thật lâu, thật dài thở ra một hơi. Lại đem ánh mắt chuyển đến trên cái kia to lớn vô cùng phong ấn. Cái này phong ấn bao trùm trong vòng nghìn dặm, đem toàn bộ vực sâu đều bao phủ ở bên trong. Nhưng mà tại trên cực lớn phong ấn lại là có một đạo to lớn vô cùng khe hở. Mà xuyên thấu qua đạo này khe hở, Ám Ma Ngục chủ cảm thấy. Tại cái này cực lớn phong ấn lại mặt, phong ấn lấy sự vật đối với hắn nắm giữ một cỗ trí mạng vô cùng lực hấp dẫn từ trong đạo này khe nứt to lớn lộ ra từng cỗ huyền ảo mà quỷ dị sức mạnh cỗ lực lượng này không ngừng mà đánh thẳng vào thần hồn của hắn dường như đang không ngừng mà thúc giục hắn đánh vỡ trước mắt cái này phong ấn chỉ cần đánh vỡ cái này phong ấn là hắn có thể đủ thu được to lớn vô cùng chỗ tốt không chỉ mình là ám ma ngục chủ chiêm thái yến phong bọn người cũng ở đây cỗ lực lượng ảnh hưởng dưới, lúc này, trong lòng của bọn hắn. Cũng chỉ còn dư một cái ý niệm, đánh vỡ cái này phong ấn, thu được chỗ tốt cực lớn. Đại gia chuẩn bị, theo bản tọa ra tay, cùng một chỗ đánh vỡ cái này phong ấn, ám. Mà ngục chủ nhìn cái kia phong ấn một hồi, cuối cùng hạ lệnh, là, ngục chủ đại nhân, chiêm. Thái, Yến phong bọn người, cung kính đáp. Lúc này, trong mắt của tất cả mọi người, đều lộ ra một cỗ cuồng nhiệt thần sắc bọn hắn lúc này trong lòng duy nhất ý niệm chính là đem hết tất cả sức mạnh. Đánh vỡ trước mắt cái này phong ấn. Tại thời khắc này, không có ai biết bọn hắn lúc này sở dĩ cuồng nhiệt như thế. Tất cả đều là thụ phong ấn phía dưới. Đầu kia kinh khủng ma vật mê hoặc tại bọn hắn tới gần nơi này phong ấn danh giới một khắc này. Kết quả cũng đã đã chú định thanh dương tông di chỉ, siêu một chiếc độn phong phi chu, lướt qua chiến lực điện bên trên ngọn núi, rất nhanh. Ở này chiếc độn phong phi chu đằng sau, ba đạo nhân ảnh. Cũng đi theo bay vùn vụt chiến lực điện bên trên ngọn núi, tại trong ngọn núi chiến lực điện. Một bóng người nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy rung động thần sắc. Vừa rồi chiếc kia trên thuyền bay, tựa như là sở kiếm thu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra như thế nào sở kiếm thu cũng có thể tại thanh dương tông di chỉ khu vực hạch tâm phi hành, đạo. Nhân ảnh này, chính là cho ly thành bọn người dẫn đường ngô mục. Hắn tại mang theo ly thành đám người đi tới thanh dương tông di chỉ sau đó, ly thành ba người. Ghét bỏ tốc độ của hắn quá chậm, liền đem hắn cho bỏ lại. Tự đi thanh dương tông di chỉ chủ phong. Mà ngô mục tại cùng trúc kiên, viêm nhấp nháy bọn người kết bạn đi một lúc sau càng nghĩ trong lòng càng là bất an, thế là, liền tìm một cái cớ. Một lần nữa lui trở về chiến lực điện Sơn Phong, tại chiến lực điện giữ cửa, chờ đợi kết quả. Đối với sở kiếm thu, hắn vẫn có một cỗ xâm nhập đến thực chất ở bên trong e ngại, không có ly. Thành ở bên người, cho dù là đi theo trúc kiên dạng này đại thông huyền cảnh đỉnh phong cường. Giả, dạ, hắn đều không có cái gì cảm giác an toàn. Bây giờ, hắn nhìn thấy sở kiếm thu khống chế độn phong phi chu. Từ Thanh Dương Tông Di chỉ khu vực Hạch Tâm bay ra thời điểm. Trong lòng lập tức càng thêm sợ hãi, chẳng lẽ liền ly thành những thứ này nửa bước phi thăng cảnh cường giả tuyệt đỉnh. Đều không thể giải quyết Sở Kiếm Thu sao? Gia hỏa này cũng quá đáng sợ a, à, nếu là Sở Kiếm Thu sống sót về tới Phong Nguyên Vương triều. Vậy hắn làm sao bây giờ, một khi Sở Kiếm Thu biết hắn làm sự tình tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, đến lúc đó, hắn liền thật sự chỉ có một con đường chết. Ngô Mục càng nghĩ, trong lòng càng là thấp thỏm lo âu, sợ. Kiếm thu khống chế độn phong phi chu, bay ra thanh dương tông di chỉ sau đó. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn tại sau lưng đuổi sát không buông ly thành ba người. Ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngưng trọng. Ba người này đuổi đến quá chặt dưới loại tình huống này, trở về Nam Châu cũng không phải một cái lựa chọn tốt trên người hắn bảo vật tuy nhiều uy lực cực lớn binh khí chiến tranh cũng có không thiếu nhưng mà những bảo vật này cũng cần thời gian bố trí mới có thể phát huy ra uy lực ba người này đuổi đến nhanh như vậy cho dù hắn về tới nam châu cũng không có thời gian cho hắn đi làm chuẩn bị bởi như vậy hắn trở về nam châu ngược lại sẽ cho nam châu mang đến cực lớn kiếp nạn dưới loại tình huống này là tuyệt đối không thể dễ dàng ra cửu khê đại lục chỉ có thể tiếp tục tại chín suối trong đại lục cùng ly thành ba người chào hỏi kế tiếp làm sao bây giờ là muốn đi bên nào bây giờ đặt tại sở kiếm thu trước mặt có ba con đường một đầu là hướng đầm lầy phía nam đại thảo nguyên đi một đầu là hướng đông bên cạnh mãng hoang sơn lâm đi còn có một đầu chính là hướng đầm lầy phía tây ma đảo phương hướng đi trong cái này ba phương hướng này sở kiếm thu quen thuộc nhất là phía đông mãng hoang sơn lâm phía đông mãng hoang sơn lâm chính hắn đi qua không ít lần phía nam đại thảo nguyên huyền kiếm tông võ giả ngược lại là đi qua không thiếu nhưng mà sở kiếm thu chính mình lại là cực ít đi qua đến nỗi phía tây ma đảo phương hướng cho đến tận này huyền kiếm tông đối với đầm lầy phía tây dò xét kỳ thực cũng liền dừng ở ma đảo đối với ma đảo càng phía tây chỗ cũng là hoàn toàn không biết gì cả đối với hắn tình huống hiện tại tới nói kỳ thực cao nhất phương hướng là lựa chọn hắn tương đối quen thuộc đầm lầy phía đông mãng hoang sơn lâm phương hướng sở kiếm thu một bên khống chế độn phong phi chu phi hành một bên trầm tư đang nghĩ đến một lúc sau sở kiếm thu quyết định vẫn là đi đầm lầy phía Đông Mãng Hoang Sơn Lâm phương hướng, đi chỗ mình quen thuộc. Ngoài ý muốn cũng có thể càng ít một chút. Đang lúc Sở Kiếm Thu muốn quay lại đầu thuyền, hướng về phía Đông phương hướng bay đi thời điểm, lúc này, hắn bỗng nhiên lông mày dương lên. Đột nhiên hướng về đầm lầy phía Tây Ma đảo phương hướng nhìn lại, tại thời khắc này. Ma đảo phương hướng, tựa hồ xảy ra cực lớn biến cố. Chương năm phong ấn phá toái cửu khê đại lục đầm lầy phía tây. Khoảng cách ma đảo bên ngoài 100 vạn dặm một cái đảo nhỏ tự bên trên, sở kiếm thu khôi lỗi. Phân thân, nhìn xem ma đảo phương hướng truyền đến động tĩnh to lớn. Trong mắt không khỏi lộ ra thêm vài phần vẻ giật mình. Ma đảo thượng, đến tột cùng xảy ra biến cố gì, hơi suy tư một chút. Sở kiếm thu cỗ này khôi lỗi phân thân, hướng thẳng đến ma đảo phương hướng, bay đi trước đây ám ma ngục chiến bại hắn cùng thôn thiên hồ nam cung nhiễm tiết bọn người dọc theo đường đi đem ám ma ngục chủ bọn người truy kích đến ma đảo thượng cùng ám ma ngục chủ bọn người tại ma đảo thượng bùng nổ qua một hồi đại chiến nhưng theo đại chiến bộc phát ma đảo trung ương liền truyền đến động tĩnh khổng lồ khi đó ma đảo trong phong ấn ma vật thừa dịp bọn hắn bộc phát đại chiến mượn nhờ cái này đại chiến dư ba, liền bắt đầu xung kích ma đảo trung ương phong ấn. Lúc đó, sở kiếm thu lo lắng bọn hắn cùng ám ma ngục chiến đấu. Cuối cùng sẽ khiến cho ma đảo trung ương phong ấn vỡ tan. Khiến cho ma đảo trung ương cái kia phong ấn ở dưới ma vật phá phong mà ra. Liền dẫn huyền kiếm tông bọn người rút lui ma đảo. Nhưng vì giám sát cái này ma đảo tình huống. Sở kiếm thu liền ở cách ma đảo 100 vạn dặm bên ngoài chỗ kia trên đảo nhỏ. Thả ở một bộ khôi lỗi phân thân. Hòn đảo nhỏ kia chung quanh đã sớm bị sở kiếm thu bố trí trọng trọng trận pháp. Cường đại ẩn nấp đại trận trực tiếp đem hòn đảo nhỏ kia giấu vết biến mất. Ám ma ngục chủ bọn người căn bản là không có phát hiện hòn đảo nhỏ này tự tồn tại. Liền càng thêm không cần phải nói phát hiện hắn cỗ này khôi lỗi phân thân tồn tại bây giờ ma đảo bên trong bộc phát to lớn như vậy động tĩnh rất rõ ràng là ma đảo bên trong xảy ra cực lớn biến cố sở kiếm thu thậm chí cũng hoài nghi đây có phải hay không là ám ma ngục chủ bọn người đang hiệp trợ cái kia phong ấn ở dưới ma vật tại công kích ma đảo trung ương phong ấn lúc này ma đảo thượng bởi vì tất cả ám ma chi khí cũng sớm đã biến mất không còn một mống dù cho sở kiếm thu cỗ này khôi lỗi phân thân không có động u chi nhãn như thế bí thuật cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng ma đảo thượng tình huống nhưng bởi vì lúc này ma đảo thượng bộc phát một cỗ ba động cực kỳ khủng bố từng cỗ lực lượng cường đại bộc phát cũng quấy nhiễu sở kiếm thu cỗ này khôi lỗi phân thân ánh mắt muốn nhìn càng thêm thêm tinh tường một chút hắn cỗ này khôi lỗi phân thân nhất thiết phải leo lên ma đảo càng thêm tới gần đi quan sát ngược lại cỗ này cũng chỉ là một cái khôi lỗi phân thân Sở Kiếm Thu căn bản cũng không sợ gặp phải nguy hiểm, cỗ này khôi lỗi phân thân hủy diệt. Hắn nhiều lắm là cũng chỉ là thiệt hại một tia thần niệm mà thôi. Cái này khôi lỗi phân thân cùng hắn vô cấu phân thân, Kim Long phân thân. Căn bản cũng không phải là một cái khái niệm. Vô luận là vô cấu phân thân, vẫn là Kim Long phân thân phân hồn. Đó đều là hắn bản tôn cắt một nửa thần hồn ngưng luyện mà thành. Cái kia hai cỗ phân thân nếu như tổn thất mà nói, đối với sở kiếm thu sẽ mang tới khó có thể tưởng tượng thiệt hại nhưng loại này chỉ là dùng một chút tài liệu luyện chế mà thành chỉ là bám vào một tia thần niệm khôi lỗi phân thân tổn thất cũng liền tổn thất sở kiếm thu căn bản là không có quá lớn vấn đề gì thanh dương tông di chỉ bên ngoài sở kiếm thu vốn là đang muốn quay lại đầu thuyền hướng về phía đông mãng hoang sơn lâm phương hướng bay đi nhưng mà tại ma đảo phụ cận cỗ kia khôi lỗi phân thân phát hiện ma đảo thượng truyền đến động tĩnh to lớn thời điểm. Sở kiếm thu lập tức liền cải biến chủ ý, hắn đầu thuyền nhất truyền. Hướng thẳng đến đầm lầy phía tây ma đảo phương hướng bay đi. Nếu như cái kia ma đảo trung ương phong ấn lại ma vật thật muốn phá phong mà ra mà nói. Hắn vừa vặn có thể đem ly thành ba người dẫn qua, mượn nhờ ly thành ba người chi thủ. Tới đối phó cái kia ma vật cùng ly thành ba người uy hát yêu ta so sánh cái kia ma vật nếu quả như thật phá phong mà ra chuyện này mang đến kết quả chỉ sợ càng nghiêm trọng hơn ly thành ba người nhìn thấy sở kiếm thu quay lại phương hướng chạy trốn nhưng cũng không có để ý nhiều như vậy vẫn như cũ hướng về chiếc kia phi thuyền sau lưng theo đuổi không bỏ bây giờ cái gì thiên phượng cung thiếu cung chủ đối bọn hắn tới nói ngược lại là thứ yếu bọn hắn lúc này bây giờ nhìn chăm chăm. Là sở kiếm thu chiếc kia phi thuyền, cửu dai trở lên pháp bảo A. Hơn nữa còn là loại này vô cùng chân quý linh thạch pháp bảo, đây là biết bao bảo vật khó được. Nhìn xem chiếc kia phi thuyền, ly thành, trịnh bạch diệt cùng kinh chấn bình ba người trong mắt. Đều lộ ra cuồng nhiệt vô cùng thần sắc, đối mặt như thế cấp độ bảo vật cho dù là gai chấn bình. Đều đồng dạng động tâm hắn đối với thiên phượng cung thiếu cung chủ không có bao nhiêu hứng thú nhưng mà loại đẳng cấp này bảo vật lại đối với hắn cũng vẫn như cũ có to lớn vô cùng sức hấp dẫn dù sao cho dù là huyền sương mù trong phủ rất nhiều phi thăng cảnh cường già đều không nhất định người người nắm giữ cửu giai pháp bảo mỗi một kiện cửu giai pháp bảo cũng là chân quý tới cực điểm bảo vật vì một kiện cửu giai pháp bảo cho dù là phi thăng cảnh cường già tuyệt đỉnh đều phải đánh vỡ đầu ma đảo ám ma ngục chủ cùng chiêm thái yến phong chờ hai mươi tên ám ma ngục võ giả liên thủ đối với cái kia phong ấn phát khởi công kích mãnh liệt mà tại bọn hắn đối với cái này phong ấn khởi xướng tấn công đồng thời phong ấn lại đầu kia cực lớn ma vật cũng tại cùng trong lúc nhất thời đối với cái kia phong ấn phát động công kích lúc này phong ấn phía dưới đầu kia ma vật một đôi to lớn vô cùng trong đôi mắt lộ ra vô cùng kích động thần sắc đã bao nhiêu năm nó cuối cùng đợi đến cái này thoát khốn cơ hội rầm 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 từng đợt vô cùng cường đại công kích rơi vào trên cái kia to lớn phong ấn cái kia to lớn phong ấn vốn là theo tế nguyệt trôi qua sức mạnh liền đã trôi mất hơn phân nửa lúc này ở đầu kia ma vật cùng ám ma ngục đám người trong ngoài giáp công phía dưới cuối cùng cũng nhịn không được nữa ầm ầm một tiếng nổ rung trời, toàn bộ cực lớn phong ấn, tại cái này từng trận cường đại công kích. Cuối cùng bể nát, lơ lửng tại phong ấn phía trên chuôi này đầy trường kiếm sứt mẻ. Cũng vào lúc này, hoàn toàn tan vỡ. Tại thanh trường kiếm này hoàn toàn tan vỡ thời điểm, một đạo bạch bào nam tử thân ảnh. Tại trên trường kiếm mới hiển lộ ra hiện ra, cái kia bạch bào nam tử liếc mắt nhìn bị công phá. Phong ấn, thở thật dài một tiếng, mấy chục vạn nam hắn tại cùng cái này ma vật trận chiến cuối cùng bên trong tại cái này ma đảo thượng lấy thân là tế bố trí cái này cường đại phong ấn đem cái này ma vật phong ấn tại ma đảo phía dưới sau đó đem chính mình cuối cùng còn sót lại sức mạnh toàn bộ tràn vào trong đến thanh trường kiếm này ý đồ lợi dụng thanh trường kiếm này cùng cái này cực lớn phong ấn tại trong về sau vô số năm tháng đem cái này ma vật chậm rãi cho mày chết nhưng lại không nghĩ tới mấy trăm ngàn năm qua đi cái này ma vật lại cuối cùng vẫn là đã thoát khốn nhìn thấy trước mắt tràng cảnh này bạch bào nam tử trong lòng dâng lên vô tận bất đắc dĩ cùng bất lực tính toán mình đã đem hết khả năng tất nhiên thiên ý như thế cũng không phải chính mình đủ khả năng vãn hồi bất quá cũng may chính mình lưu lại truyền thừa trong điện thanh dương kiếm quyết tiệt học có vẻ như đã chiếm được truyền nhân chính mình cũng không tính đi được quá tiếc nuối nghĩ tới đây bạch bào nam tử quay đầu nhìn thanh dương tông phương hướng một mắt cuối cùng thân hình hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tan nhưng cái này tiêu tán tinh quang cũng không có hư không tiêu thất mà là dung nhập vào cái kia bể tan tành trường kiếm bên trong mảnh vỡ những cái kia trường kiếm mảnh vụn sau khi sáp nhập vào những thứ này tinh quang Đột nhiên chấn động, cuối cùng hóa thành một hồi mưa kiếm, mang theo vô cùng kiếm ý bén nhọn. Từ trên trời giáng xuống, hướng về phía dưới vực sâu, bắn nhanh mà đi. Chương 3206 ma vật xuất thế, Thành Dương kiếm chủ phong ấn lại ma vật. Lúc này ngửa mặt lên trời phát ra một hồi chấn thiên nộ hống. Trong tiếng hô tràn đầy cực hạn phẫn nộ, tại vừa rồi những cái kia trường kiếm mảnh vụn một kích. Cuối cùng phía dưới nó lần nữa bị trọng thương. Thanh Dương kiếm chủ tại cuối cùng rơi xuống thời khắc, thế mà đều không quên cho phép hắn một kích cuối cùng, cái này khiến nó vốn là đã bị nghiêm. Trọng Tiêu ma sức mạnh lần nữa gặp tổn thất thật lớn, lúc này nó có thể nói là thương càng thêm thương. Vừa rồi Thanh Dương kiếm chủ cuối cùng sức mạnh một kích kia, thiếu chút nữa thì muốn tính mạng của nó, ma vật không tiếp tục do dự. Trực tiếp thân hình nhảy lên, bay ra đem nó phong ấn mấy chục vạn năm vực sâu ám ma ngục chủ bọn người tại đánh phá phong ấn sau đó kích động trong lòng vô cùng bọn hắn đang muốn dò xét một chút trong phong ấn này đến tột cùng có cái gì đại cơ duyên thời điểm lúc này bỗng nhiên nhìn thấy một đầu vô cùng to lớn ma vật từ phong ấn lại trong thâm uyên bay lên đầu này ma vật cực lớn đến cực điểm chiều cao mười mấy vạn trượng phảng phất giống như một tòa rộng lớn vô cùng cực lớn sơn phong mà tại đầu này ma vật quanh người, nhưng là lượn lờ từng sợi đen như mực ma khí. Những thứ này ma khí chính là tại ma đảo bên trên phía trước tràn ngập ám ma chi khí, ám ma. Ngục chủ bọn người nhìn thấy một màn này, lập tức không khỏi cực kỳ hoảng sợ, bọn hắn thực sự không nghĩ tới. Tại cái này phong ấn phía dưới, thế mà phong ấn như thế một đầu vô cùng kinh khủng ma vật. Đầu này ma vật trên thân tán phát khí tức vô cùng kinh khủng, tại trước mặt đầu này ma vật ám ma ngục chủ bọn người chỉ cảm thấy chính mình như sâu kiến đồng dạng nhỏ yếu nhất là tại thời khắc này bọn hắn cảm giác chính mình huyết mạch chỗ sâu đối với đầu này ma vật lại có một loại thiên nhiên thần phục bọn hắn dù sao chỉ là hấp thu ám ma chi khí ở trong tối ma chi tức giận nhuộm dần phía dưới biến thành ngụy ám ma tộc bây giờ gặp chân chính ám ma tộc tự nhiên tự nhiên bên trên liền chịu đến to lớn vô cùng áp chế tại đầu này kinh khủng ma vật trước mặt bọn hắn ngay cả chạy trốn tâm tư. Đều căn bản sinh không nổi tới. Đầu kia ma vật sau khi từ dưới giấy vực sâu bay lên một đôi to lớn vô cùng ma mâu. Quét ám ma ngục chủ bọn người một mắt trong lúc đột ngột nó duỗi ra cực lớn ma chảo. Hướng về ám ma ngục chủ bọn người quét tới. Bây giờ nó mới từ phong ấn phía dưới thoát khốn, suy yếu vô cùng. Tất nhiên nơi này có mấy cái huyết thực vậy trước tiên lấy ra bù một phía dưới đối mặt cái này ma vật cái kia to lớn móng vuốt bắt tới ám ma ngục chủ bọn người không khỏi cực kỳ hoảng sợ không ám ma ngục chủ bọn người trong lòng tràn ngập sự không cam lòng trong lòng một hồi cuồng hống không thôi bọn hắn tân tân khổ khổ tu luyện cuối cùng đi tới hôm nay một bước này há có thể cứ như vậy chết tại đây đầu ma vật trong tay nhưng mà tại cái này ma vật cái kia vô cùng kinh khủng khí tức áp chế xuống Bọn hắn căn bản là không có cách làm ra bất kỳ phản kháng, liền chạy trốn. Đều căn bản làm không được. Cái kia khổng lồ ma vật móng vuốt chụp tới. Liền đem ám ma ngục chủ cái này 20 tên ám ma ngục võ giả, nắm trong tay. Tiếp đó hướng về trong miệng lấp đầy. Tại đem ám ma ngục chủ bọn người nhét vào trong miệng sau, cái này khổng lồ ma vật. Cót cá cót két một hồi nhấm nuốt đem ám ma ngục chủ chờ 20 tên ám ma ngục võ giả nuốt xuống, ám ma ngục chủ bọn người cái kia kiên cố vô cùng nguy ám ma thân thể. Tại cái này ma vật nhấm nuốt phía dưới, căn bản là không có bất kỳ cái gì ngăn cản năng lực. Cuối cùng ám ma ngục chủ bọn người, một phen khổ cực phía dưới. Lại cuối cùng ngược lại trở thành đầu này ma vật trong bụng chi vật. Giờ khắc này, toàn bộ ám ma ngục, mới xem như chân chân chính chính triệt để hủy diệt sở kiếm thu cỗ kia khôi lỗi phân thân đang hướng về ma đảo Trung ương chạy tới, muốn đuổi đến ma đảo Trung ương. Do xét chi tiết tình huống, lúc này, cỗ này khôi lỗi phân thân, đã đuổi tới khoảng cách ma đảo Trung ương. Không đến 30 vạn dặm chỗ, ở đây, khôi lỗi phân thân đã có thể tinh tường thấy được ma đảo Trung ương phát sinh một màn kia. Nhìn thấy đầu kia chiều cao mười mấy vạn trượng, đỉnh đầu thương thiên khổng lồ ma vật. Khôi lỗi phân thân trong mắt không khỏi lộ ra chấn động vô cùng thần sắc. Đợi đến nhìn thấy Ám Ma Ngục chủ bọn người, bị đầu kia kinh khủng ma vật ăn hết thời điểm. Khôi lỗi phân thân trong lòng, càng là một hồi hãi nhiên, đầu kia ma vật tại ăn hết Ám Ma Ngục. Chủ bọn người sau đó cũng không phải rất hài lòng. Cái này 20 cái huyết thực, mặc dù có thể hơi khôi phục một chút trên người nó thương thế. Nhưng mà nó trong mấy trăm ngàn năm nay, sức mạnh bị mòn quá mức lợi hại, chỉ là 20 cái tiểu thông huyền cảnh võ giả căn bản khó mà đối với nó sức mạnh bổ sung bao nhiêu. Lúc này, đầu này ma vật lại đem ánh mắt. Nhìn về phía sở kiếm thu khôi lỗi phân thân trên thân, tại đầu kia ma vật ánh mắt nhìn tới thứ. Trong lúc nhất thời, sở kiếm thu cỗ này khôi lỗi phân thân, không chút do dự. Lập tức liền lựa chọn tự bảo, ầm vang một tiếng thật lớn. Sở kiếm thu ý niệm khẽ động, cỗ này khôi lỗi phân thân, lập tức liền nổ tung lên trong nháy mắt hóa thành một vòng cho bụi đầu kia ma vật nhìn thấy một màn này cái kia to lớn ma mâu bên trong lộ ra vẻ bất mãn thần sắc cái này sâu kiến thế mà tình nguyện tự bạo cũng không cho nó ăn thật là đáng chết bất quá cũng không cái gọi là cái này sâu kiến thực lực quá yếu thật muốn ăn đều không đủ nó nhét kẽ răng lúc này cái này ma vật ngẩng đầu hướng về phía đông trên bầu trời nhìn lại nơi đó giống như có một bữa chân chính tiệc sắp đưa tới cửa những thứ này mới là nó chân chính món chính vừa rồi ăn cái kia hai mươi cái tiểu thông huyền cảnh sâu kiến chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi đầm lầy bầu trời trên bầu trời sở kiếm thu khống chế độn phong phi chu hướng về ma đảo phương hướng kịch liệt bỏ chạy bởi vì cỗ kia khôi lỗi phân thân leo lên ma đảo nhìn thấy ma đảo thượng phát sinh hết thảy Sở Kiếm Thu đối với tình huống bên kia đã hiểu hết sức rõ ràng, hơn nữa, lúc này, hắn độn phong phi chu, cách kia ma đảo đã không xa. Ở đầu thuyền bên trên, hắn đã có thể rõ ràng mà nhìn thấy tại ma đảo thượng. Đứng sừng sững lấy cỗ kia vô cùng to lớn ma thân, mau nhìn, đó là vật gì? Trời ạ, à, quá kinh khủng, cái này ma vật so với chúng ta tại Thanh Dương Tông chủ trên đỉnh. Gặp được đầu kia ma vật đều muốn càng đáng sợ hơn, sợ kiếm thu, nhanh quay đầu, ngươi làm gì, làm sao còn hướng về bên kia bay đi. Ngươi đây là muốn mang theo đại gia đi chịu chết sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ độn phong phi chu bên trên. Cũng bắt đầu rối loạn những cái kia thiên phượng cung đệ tử. Từng cái bị dọa đến sắc mặt trắng bạch, âm thanh kêu to, ngậm miệng. Sở kiếm thu sắc mặt tái xanh mắng quát lên, ai còn dám gọi bậy ta đem nàng lập tức ném phi thuyền, để cho chính nàng đi đối mặt đầu kia ma vật nghe. Được sở kiếm thu một tiếng này quát lạnh, trong lúc nhất thời, cả tòa trên thuyền bay. Trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Những cái kia thiên phượng cung đệ tử, mặc dù dọa đến run lẩy bẩy. Thế nhưng là cũng không có người dám can đảm lên tiếng nữa, tại bây giờ loại tình huống này. Các nàng nếu thật là bị ném ra phi thuyền, cơ hồ là chắc chắn phải chết hạ tràng mà lúc này, đầu kia vô cùng kinh khủng ma vật tựa hồ cũng phát hiện các nàng. Bắt đầu hướng về các nàng bên này, bay tới, nhìn thấy một màn này. Những ngày này phượng cung đệ tử cơ hồ dọa đến toàn thân như nhũn ra. Kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Các nàng vốn định âm thanh kêu to, nhưng mà nghĩ đến vừa rồi sở kiếm thu uy hát yêu ta. Nhưng lại không thể không gắt gao che miệng, không dám phát ra chút thanh âm nào. Chương 3207 cực kỳ nguy hiểm. Độn Phong phi chu sau lưng, Ly Thành ba người cũng nhìn được cái kia vô cùng kinh khủng ma vật, lúc nhìn thấy cái kia ma diễm ngập trời kinh. Khủng ma vật, Ly Thành ba người thân hình hơi ngừng lại một chút, nhưng mà rất nhanh. Bọn hắn nhưng lại vẫn như cũ tiếp tục hướng về sở kiếm thu đuổi theo. Bọn hắn bên này, thế nhưng là có dòng dã ba người, mỗi một người bọn hắn cũng có có thể ngang hàng phi thăng cảnh cường đại chiến lực một đầu chỉ là ma vật sợ cái gì đầu kia ma vật không chọc đến bọn hắn thì cũng thôi đi thực có can đảm chọc tới bọn hắn bọn hắn cả kia đầu ma vật cũng cùng một chỗ đánh chết ma đảo bên trên đầu kia ma vật nhìn thấy một chiếc phi thuyền hướng về bên này cấp tốc bay tới hơn nữa phi thuyền đằng sau lại còn đi theo ba tên nửa bước phi thăng cảnh võ giả ma vật trong mắt lập tức không khỏi vui mừng tạo hóa tới nghĩ không ra nó vừa mới phá phong mà ra liền có nhiều như vậy tiệc chủ động đưa tới cửa cho nó ăn ăn một trận này tiệc nó đoán chừng có thể khôi phục không thiếu nguyên khí nghĩ tới đây ma vật lập tức hướng về chiếc kia phi thuyền nghênh đón tiếp lấy chỉ là tại nó mới vừa rời đi ma đảo thời điểm chiếc kia đang hướng về nó bay tới phi thuyền bỗng nhiên một cái bổ nhào hướng về phía dưới bay xuống tại sắp bay đến đầm lầy mặt đất thời điểm chiếc kia phi thuyền chợt ở giữa biến mất ma vật nhìn thấy một màn này trong lòng lập tức không khỏi khẽ giật mình gì tình huống chiếc này phi thuyền làm sao lại vô duyên vô cớ đột nhiên biến mất ma vật trong lòng cảm thấy rất ngờ vực tiếp tục hướng về bên kia bay đi muốn đi dò xét một chút tình huống một bữa tiệc lớn như vậy cũng không thể không công để nó tại dưới con mắt của mình biến mất ly thành ba người đang đuổi theo trước mặt phi thuyền thời điểm nhìn thấy chiếc kia phi thuyền bỗng nhiên một cái bổ nhào liền đột nhiên tiêu thất vô tung ba người nhìn thấy một màn này trong lòng không khỏi cả kinh đây là gì tình huống cái này mát thấy sắp tới tay dê béo như thế nào đột nhiên đã không thấy tăm hơi Ly Thành trong lòng ba người quính lên phía dưới, cũng liền vội vàng hướng về bên kia bay đi. Muốn dò la xem một chút tình huống cụ thể, sợ. Kiếm thu khống chế độn phong phi chu. Bổ nhào đến trên khoảng cách ma đảo 100 vạn dặm hòn đảo nhỏ kia. Hòn đảo nhỏ này bên trên, sớm đã bị bố trí trận pháp trọng trọng, vừa có ẩn nấp đại trận. Lại có mê huyễn đại trận, tại độn phong phi chu bay vào đại trận phạm vi thời điểm ẩn nấp đại trận phát động, trong nháy mắt liền đem phi thuyền dấu vết cho che đậy đi qua. Khi tiến vào đảo nhỏ sau, sở kiếm thu vội vàng quát lên, nhanh, nhanh chóng xuống thuyền, hòn. Đảo nhỏ này bên trên trận pháp, trước đây bố trí, sử dụng tài liệu. Phẩm giai cũng không phải rất cao, những trận pháp này. Đối phó ám ma ngục chủ loại kia cấp bậc võ giả, còn vẫn có thể. Nhưng mà phải dùng tới đối phó ly thành, trịnh bạch diệt cùng kinh chấn bình ba người cùng với đầu kia vô cùng kinh khủng ma vật là xa xa không đủ chỉ cần bọn hắn vừa đến hòn đảo nhỏ này phụ cận rất nhanh liền có thể phát hiện những trận pháp này vết tích lấy thực lực của bọn hắn dù cho trận pháp tạo nghệ không cao nhưng cho dù lấy lực phá pháp đều có thể dễ dàng phá hủy hòn đảo nhỏ này bên trên trận pháp một khi hòn đảo nhỏ này bên trên trận pháp bị phá bọn hắn đến lúc đó sẽ không thể trốn đi đâu được sở kiếm thu người đây là muốn làm gì người đây là muốn hại chết chúng ta sao có chút thiên phượng cung đệ tử trong lòng sợ hãi vô cùng phía dưới trực tiếp bị sợ khóc nhanh ai còn dám nói nhảm lão tử trực tiếp đem các ngươi ném ra sở kiếm thu trầm mặt quát lên bây giờ thời gian khẩn cấp vô cùng hắn làm sao có thời giờ cho các nàng lãng phí tại sở kiếm thu đe dọa phía dưới những cái kia thiên phượng cung đệ tử mặc dù bị dọa đến toàn thân run lẩy bẩy. Nhưng vẫn là không dám lại nói nói nhảm. Trong những ngày này phượng cung đệ tử xuống thuyền thời điểm. Sở kiếm thu cũng không có lãng phí thời gian, trong tay hắn pháp quyết kết động. Trực tiếp kích phát bố trí tại trên đảo nhỏ truyền tống trận thôn. Thiên hồ, thanh nhi, các người đi trước. Đang kích thích truyền tống trận sau đó sở kiếm thu lập tức đối với thôn thiên hồ cùng tiểu thanh điểu nói truyền tống trận này thế nhưng là trực tiếp thông hướng thiên chiếu đảo thiên chiếu đảo trọng yếu vô cùng hắn lại không yên tâm trước hết để cho thiên phượng cung đệ tử tiến vào một khi những ngày này phượng cung đệ tử ở bên kia phát lên lòng xấu xa phá hủy bên kia truyền tống trận như vậy bọn hắn những người này toàn bộ cũng phải bị vây chết ở chỗ này dưới tình huống không cách nào dùng truyền tống trận rời đi hòn đảo nhỏ này. Tại ly thành ba người cùng đầu kia ma vật dưới uy hát iota, Bọn hắn sẽ là chắc chắn phải chết hạ tràng, cho nên, sở kiếm thu thứ trong lúc nhất thời. Liền để thôn thiên hồ cùng tiểu thanh điểu đi trước. Có hai bọn chúng người tại thiên chiếu đảo bên kia chấn thủ, những ngày này phượng cung đệ tử. Cũng lật không nổi cái gì sóng lớn tới. Nghe được sở kiếm thu mệnh lệnh thôn thiên hồ cùng tiểu thanh điều cũng không dám chậm trễ. Lập tức tiến vào trong truyền tống trận, một trận quang mang thoáng qua. Thân hình của hai người, trong nháy mắt tại trong truyền tống trận tiêu thất các. Người, cũng nhanh chóng tiến vào trong truyền tống trận này, lập tức ly khai nơi này. Sở kiếm thu nhìn xem một đám thiên phượng cung đệ tử quát lên, những cái kia thiên phượng cung. Đệ tử, bị trước mắt một màn này làm cho lập tức hoàn toàn mộng đây là cái tình huống gì truyền tống trận ở đây thế mà bố trí có truyền tống trận các nàng không có nghe lầm chứ truyền tống trận không phải tại thiên vũ đại lục thất truyền sao liền thiên phượng cung đô không có truyền tống trận ở đây ở đâu ra truyền tống trận còn tại thất thần làm gì cũng không muốn sống sao sở kiếm thu nhìn thấy những nữ nhân này từng cái ngây ngẩn đứng không nhúc nhích Lập tức nghiêm nghị quát lên, nghe được Sở Kiếm Thu một tiếng này quát chói tai. Những cái kia Thiên Phượng cung đệ tử, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Lập tức nhao nhao hướng về cái truyền tống trận kia đi vào. Các nàng lúc này, trong lòng cũng là vừa mừng vừa sợ, vốn cho là lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Còn tưởng rằng lần này chết chắc, lại không nghĩ rằng tại trên hòn đảo nhỏ này. Lại có trong truyền thuyết truyền tống trận tồn tại, lần này các nàng không cần chết từng cái thiên phượng cung đệ tử tiến nhập trong truyền tống trận thân hình theo từng trận trận pháp tia sáng lấp lóe mà tiêu thất đảo nhỏ bên ngoài đầu kia ma vật cùng ly thành ba người gần như đồng thời đi tới đảo nhỏ phụ cận ma vật liếc mắt nhìn ly thành ba người ngược lại không có lại đi để ý tới chiếc kia biến mất phi thuyền chiếc kia trên thuyền bay nhân số tuy nhiều nhưng mà những cái kia võ giả tu vi lại là rất thấp tu vi cao nhất cũng chỉ là nửa bước đại thông huyền cảnh cảnh giới ăn hết cả chiếc trên thuyền bay võ giả cũng không bằng ăn hết trước mắt ba người này bên trong một người tới đến bổ dưỡng đâu tất nhiên trước mắt có ba con dê béo lớn nó cần gì phải đi tìm những cái kia con kiến hôi ma vật nâng lên cực lớn móng vuốt hướng thẳng đến ly thành ba người bắt tới nhiệt xúc tự tìm cái chết nhìn thấy đầu này ma vật lại dám chủ động đối bọn hắn động thủ ly thành ba người, lập tức không khỏi trong lòng giận dữ, nghiêm nghị phẫn nộ quát. Ba người gần như đồng thời ra tay. Hướng về đầu kia ma vật đánh tới, dầm dầm dầm, ba đạo vô cùng cường đại công kích. Rơi vào cái kia ma vật trên thân, lập tức đem cái kia ma vật mười mấy vạn trượng thân thể. Đều đánh cho bay ra về phía sau mấy trăm dặm xa. Cái kia ma vật trong nháy mắt này, bị đánh có chút mộng. Trường 3208 trở về Nam Châu đây là cái tình huống gì những con mồi này lại dám hướng nó cái này thợ săn phát động công kích thực sự là lẽ nào lại như vậy ba cái chỉ là nửa bước phi thăng cảnh sâu kiến mà thôi thế mà cũng dám đối với nó tiến hành phản kháng ma vật trong lòng lập tức giận tím mặt oanh ma vật to lớn vô cùng móng vuốt vung lên hướng về ly thành ba người đánh ra ly thành trịnh bạch diệp cùng kinh trấn bình ba người nhìn thấy cái này ma vật dưới tình huống chịu bọn hắn liên thủ một kích lại còn không có chết sắc mặt lập tức cũng không khỏi có chút ngưng trọng lên cái này ma vật có vẻ như so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều cho dù là một cái chân chính phi thăng cảnh cường già chịu ba người bọn họ vừa rồi liên thủ một kích tình huống phía dưới cũng phải bản thân bị trọng thương nhưng mà đầu này ma vật thụ thương nhưng thật giống như cũng không nặng rầm 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 đối mặt đầu này ma vật công kích ly thành ba người lập tức liên thủ đối với đầu này ma vật vây công trong lúc nhất thời ly thành ba người cùng đầu này ma vật ở giữa bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên động địa song phương đại chiến nhất bạo phát vô cùng kinh khủng dư âm năng lượng khuấy động trên đảo nhỏ bố trí trọng trọng trận pháp tại này cổ vô cùng kinh khủng năng lượng uy thế còn dư phía dưới trong nháy mắt phá diệt tại những này trận pháp bị phá diệt trong nháy mắt cả hòn đảo nhỏ. Cũng ở đó kinh khủng dư ba phía dưới, bị chấn động đến mức hóa thành bột mịn. Bất quá, cũng may lúc này, trên đảo nhỏ tất cả mọi người. Cũng đã thông qua trên đảo nhỏ truyền tống trận, rời đi hòn đảo nhỏ này, thiên. Chiếu đảo, sở kiếm thu nhìn xem đầm lầy phía tây ma đảo phương hướng. Ánh mắt lộ ra một vòng lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc, nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật, cũng may bọn hắn nhanh một bước bằng không. Kết quả đơn giản không thể tưởng tượng nổi, hắn là cái cuối cùng tiến vào truyền tống trận. Rời đi, lúc rời một khắc cuối cùng, hắn gặp được Ly Thành ba người. Cùng đầu kia ma vật ở giữa bộc phát chiến đấu, tản mát ra kinh khủng chiến đấu uy thế còn dư, nếu là hắn đi chậm một bước, hắn bây giờ đoán chừng đã chết. Hắn đã tận lực đánh giá cao ba người thực lực. Nhưng khi nhìn thấy ba người xuất thủ uy lực chân chính, hắn phát hiện. Chính mình còn đánh giá thấp thực lực của bọn hắn, đối mặt ba người này liên thủ. Cho dù hắn át chủ bài ra hết, kết quả cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Cái này, chính là huyền vụ phủ chân chính võ đạo thiên kiêu sao, giờ khắc này. Sở kiếm thu xem như thấy được những thứ này cường giả chân chính thực lực kinh khủng. Đặng Bích Linh cùng một đám thiên phượng cung đệ tử lúc này cũng là hoàn toàn ở vào một loại cực kỳ chấn động trong trạng thái cái này thế mà thực sự là trong truyền thuyết truyền tống trận tại thiên vũ đại lục cũng sớm đã thất truyền truyền tống trận truyền tống trận này đến tột cùng là nguyên bản là tại trên hòn đảo nhỏ kia vẫn là sở kiếm thu chính mình bố trí lúc này trong lòng mọi người đều rất là nghi hoặc nhưng đặng bích linh ngờ tới cái này có khả năng tám thành trở lên là sở kiếm thu chính mình bố trí bởi vì sự tình không có khả năng trùng hợp như vậy nơi đó vừa vặn có một cái truyền tống trận hơn nữa vừa vặn liền bị sở kiếm thu phát hiện kết hợp sở kiếm thu phía trước tại thanh dương tông di chỉ chủ phong cho thấy cái kia cao minh tới cực điểm trận pháp tạo nghệ các nàng không thể không hoài nghi truyền tống trận này thật là sở kiếm thu chính mình bố trí mặc dù chuyện này rất là không thể tưởng tượng nhưng sở kiếm thu trên thân phát sinh không thể tưởng tượng nổi sự tình còn thiếu sao phong ca ngăn cản lúc này nhìn xem truyền tống trận kia trong lòng cũng là rung động không thôi quả là thế chính mình suy đoán quả nhiên là đúng cái này huyền kiếm tông thế mà thật sự nắm giữ truyền tống trận sở kiếm thu cũng không có để các nàng tại thiên chiếu đảo ở lâu ý tứ mà là lập tức để các nàng rời đi thiên chiếu đảo từ cái kia không gian thông đạo rời đi cửu khê đại lục trở về nam châu sở kiếm thu cũng sẽ không để các nàng thông qua thiên chiếu trên đảo vượt giới truyền tống trận trở về nam châu thiên chiếu trên đảo vượt giới truyền tống trận có thể trực tiếp liên thông nam châu vạn thành đá vạn trong thành đá có huyền kiếm tông rất rất nhiều bí mật sở kiếm thu cũng không muốn làm cho những này người nhìn thấy hơn nữa vốn là một cái truyền tống trận đã đủ để khiến người chấn động vô cùng nếu để cho các nàng biết, chính mình bố trí truyền tống trận, còn có thể vượt giới truyền tống. Có thể trực tiếp liên thông thiên vũ đại lục cùng cửu khê đại lục. Loại tin tức này một khi tiết lộ ra ngoài, cái kia thật sự là đại phiền toái. Thiên chiếu đảo cách kia không gian thông đạo cửa vào cũng không xa. Chỉ có chỉ là 300 vạn dặm, chuyện này đối với các nàng những thứ này tu vi thấp nhất. Cũng là tiểu thông huyền cảnh đỉnh phong cường già tới nói, khoảng cách ngắn như vậy trong nháy mắt liền có thể đến đặng bích linh bọn người rời đi thiên chiếu đảo sau các nàng quay đầu nhìn một cái cái hướng kia lại phát hiện tại các nàng vừa rồi rời đi chỗ không có vật gì rất rõ ràng cái kia hòn đảo là bị trận pháp cường đại cho ẩn nấp rơi mất đặng bích linh bọn người nhìn thấy một màn này trong lòng lần nữa âm thầm chấn kinh hòn đảo nhỏ này khoảng cách không gian thông đạo gần như vậy phía trước các nàng tiến vào cái này viễn cổ di chỉ bí cảnh thời điểm. Thế mà không có chút nào phát hiện nơi này có một cái đảo nhỏ tồn tại. Cái này ẩn nặc trận pháp, coi là thật lợi hại, kinh nghiệm một loạt chuyện này. Đặng bích linh bọn người, càng thêm cảm giác sở kiếm thu thủ đoạn, thần bí khó lường. Gia hỏa này, đủ loại đủ kiểu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Mặc dù tu vi bên trên chỉ là khu khu thiên tôn cảnh sơ kỳ, đối với các nàng tới nói. Đơn giản không đáng giá nhắc tới, nhưng mà Sở Kiếm Thu triển hiện ra đủ loại thủ đoạn. Lại là làm các nàng theo không kịp. Đặng Bích Linh ẩn ẩn cảm giác, dù cho Sở Kiếm Thu không sử dụng Cửu Long thần hỏa cháo loại này, trọng bảo chỉ là ngay mặt chém giết. Nàng đoán chừng đều không nhất định đánh thắng được gia hỏa này, gia hỏa này. Thật là quá mức khó mà dùng lẽ thường tới ước đoán. Sở Kiếm Thu mang theo đám người, thông qua không gian thông đạo rời đi Cửu Khê đại lục quay trở về nam châu trở lại nam châu sau sở kiếm thu lấy ra số lớn binh khí chiến tranh giao cho cũng sớm đã tại trận pháp trường thành trên đầu thành chờ đã lâu cơ quan danh chúng tướng sĩ tại hắn vô cấu phân thân an bài xuống toàn bộ huyền kiếm tông cũng sớm đã tiến nhập nghiêm khắc nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu huyền kiếm tông các đại quân doanh thần tiễn quân sở quân cơ quan doanh đắng doanh cự nhân tộc chiến bộ nam châu ngũ đại chiến bộ tất cả đại quân toàn bộ đều tại trận pháp trường thành trên đầu thành trận địa sẵn sàng đón quân địch cơ quan danh một bầy tướng sĩ nhìn thấy như thế đông đảo cường đại binh khí chiến tranh mỗi một cái đều là kích động không thôi cơ quan danh chủ soái trương thành càng là kích động đến toàn thân hơi hơi phát run hắn lúc này đều hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng cơ quan danh quật khởi cơ hội rốt cuộc đã đến theo Huyền Kiếm Tông các đại quân doanh chiến lực không ngừng tăng lên. Bọn hắn cơ quan doanh bởi vì chiến đấu chủ yếu thủ đoạn chính là sử dụng đủ loại binh khí chiến tranh, nhưng mà lúc trước bởi vì Huyền Kiếm Tông binh khí chiến tranh khuyết thiếu. Một đoạn thời gian rất dài đến nay, cơ quan doanh cơ hồ cũng vô dụng vũ chi địa. Tại trong tất cả trận đại chiến, cơ quan doanh nổi lên đến tác dụng cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Cái này vừa hiện hình dáng, để cho Trương Thành trong lòng cảm giác cực kỳ biệt khuất, hắn cũng. Nghĩ vì huyền kiếm tông lập chiến công, nhưng làm sao không bột đố gột nên hồ. Không có lợi hại binh khí chiến tranh, bọn hắn cơ quan doanh tướng sĩ. Căn bản là khó mà bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ. Trương 3.209 sĩ khí tăng cao cơ quan doanh. Mà tại bọn hắn cơ quan doanh ngày càng suy thoái thời điểm, thần tiễn quân, sở quân thậm chí là trước đó xa xa không thể cùng bọn hắn cơ quan doanh so sánh nắm nguyệt quân thất diệu quân chờ nam châu ngũ đại chiến bộ bằng vào cường đại chiến trận binh giáp cũng bắt đầu không ngừng mà phát triển mở rộng trương thành nhìn thấy cái này vừa hiện hình dáng hắn rất bất đắc dĩ cũng rất bất lực không có cường đại binh khí chiến tranh bọn hắn cơ quan doanh giống như không có răng lão hổ uy phong giảm bớt đi nhiều hắn dù cho bản sự lại lớn cũng không cách nào dẫn dắt cơ quan doanh phát triển mở rộng trước đó huyền kiếm tông tại trong tất cả trận đại chiến mặc dù thu được qua không ít chiến thuyền cùng binh khí chiến tranh nhưng mà theo huyền kiếm tông các đại quân doanh ngày càng phát triển cùng với đối mặt địch nhân càng ngày càng cường đại trước kia những cái kia binh khí chiến tranh uy lực cũng sớm đã không được cái gì đại dụng trước đó một bộ kim diễm phá núi nỏ đều có thể trên chiến trường phát huy tác dụng không nhỏ, nhưng là bây giờ, huyền kiếm đường cơ hồ tùy ý một cái cao thủ. Bùng nổ chiến lực đều phải so với kim diễm phá núi nỏ cường đại hơn nhiều. Kim diễm phá núi nỏ trên chiến trường. Cũng sớm đã đã mất đi tác dụng, bây giờ cơ quan doanh duy nhất có thể đem ra được gia sản. Chính là sở kiếm thu cho bọn hắn chiếc kia 10 vạn trượng cấp bậc hoang cấp chiến thuyền. Nhưng bây giờ, chiếc này 10 vạn trượng cấp bậc hoang cấp chiến thuyền. Trên chiến trường nổi lên đến tác dụng, cũng bắt đầu càng ngày càng thấp, Trương Thành cơ hồ ngày đêm đều là cơ quan doanh tương lai. Tiền cảnh mà sầu bạch đầu. Hôm nay, khi nhìn thấy sở kiếm thu lấy ra như thế đông đảo binh khí chiến tranh, Trương Thành kích động trong lòng, có thể tưởng tượng được. Từ những thứ này binh khí chiến tranh tản mát ra Cường Đại Ba động đến xem. Những thứ này binh khí chiến tranh, mỗi một bộ phẩm giai đều cao đến khó có thể tưởng tượng có như thế đông đảo cường đại binh khí chiến tranh, về sau trên chiến trường. Bọn hắn cơ quan doanh, không bao giờ lại là có cũng được không có cũng được tồn tại. Mà là có thể đưa đến quyết định thắng bại chiến tranh lực lượng cường đại, đa. Tạ công tử hậu ái. Trương Thành trong lòng cảm kích phía dưới, nhịn không được một chân quỳ xuống. Hướng sở kiếm thu ôm quyền hành lễ, phát ra phế tạm thanh âm, trương. Thành nhất định dẫn dắt cơ quan doanh, vì công tử thề sống chết hiệu mệnh không cô phụ công tử kỳ vọng cao, trương tướng quân, ngươi làm cái gì vậy? mau dậy đi, sở kiếm thu thấy thế, lập tức vội vàng đem hắn đỡ dậy, trương tướng quân một mảnh chân thành tri tâm, tất cả mọi người là hiểu cơ quan danh trước đây khốn cảnh, ta cũng có trách nhiệm, hôm nay có thể cho cơ quan danh trang bị những thứ này binh khí chiến tranh, cũng coi như cho các ngươi cơ quan danh một cái công đạo, sở Kiếm Thu Vỗ vỗ bả vai Trương Thành, vừa cười vừa nói, "Trương Thành nghe vậy." Trong lòng càng là xúc động, thì ra công tử vẫn luôn không có quên cơ quan doanh. Mặc dù bình thường công tử mặt ngoài không nói gì thêm, thế nhưng lại yên lặng chú ý cơ quan doanh hết thảy, vì giải quyết cơ quan doanh khốn cảnh. Không đi một đoạn cảm nghĩ biện pháp. Nghe được Sở Kiếm Thu lời nói này, cơ quan doanh một bầy tướng sĩ. Cũng đều là cảm động không thôi, từng cái trong mắt cũng là lộ ra vô cùng kích động thần sắc bọn hắn vốn là còn cho là. Theo bọn hắn cơ quan doanh dần dần xuống dốc công tử sẽ dần dần vắng vẻ bọn hắn. Lại không nghĩ rằng công tử chẳng những không có trách cứ bọn hắn không cần. Ngược lại đem bọn hắn khốn cảnh nhớ kỹ trong lòng. Thời khắc nghĩ biện pháp cho bọn hắn giải quyết cái này một rắc rối cơ. Quan doanh trên dưới thề sống chết vì công tử hiệu mệnh. Lúc này, cơ quan doanh trên dưới 20 vạn tướng sĩ đều cùng nhau một chân quỳ xuống. Hướng Sở Kiếm Thu ôm quyền hành lễ cùng kêu lên, "20 vạn tướng sĩ, tiếng hô, vang vọng Hoàn Vũ." Thanh thế rộng lớn tới cực điểm, "Tốt, tốt, đại gia mau dậy đi thôi, đại gia một mảnh chân thành chi tâm, ta đều minh bạch." Bây giờ thời gian khẩn cấp, có khả năng đại địch thỉnh thoảng sắp tới, đại gia dành thời gian đi làm quen những thứ này binh khí chiến tranh, kế tiếp có khả năng muốn đánh một hồi trận đánh ác liệt chờ một lát liền muốn dựa vào chư quân cố gắng sở kiếm thu nhìn xem một bầy tướng sĩ có chút bất đắc dĩ nói đối với những thứ này cơ quan doanh tướng sĩ trong lòng hắn đều rất có thể hiểu được trong khoảng thời gian này đến nay bởi vì lần lượt đại chiến bọn hắn cơ quan doanh gần nhất cũng không có ở trên chiến trường đưa đến bao lớn tác dụng cho nên, cơ quan doanh trên dưới 20 vạn tướng sĩ, kỳ thực đều nín một cỗ khí. Bởi vì đó cũng không phải bọn hắn không chịu dùng mệnh, cũng không phải là bọn hắn vô năng, mà là không có tốt trang bị, bọn hắn cũng không biện pháp bọn hắn cơ quan doanh tướng sĩ chiến. Đấu vốn chính là ỷ vào đủ loại cường đại binh khí chiến tranh. Kỳ thực đến đằng sau, những thứ này cơ quan doanh tướng sĩ đều hướng lương nhạn linh chờ lệnh, phải giống như những chiến bộ khác như thế. Mặc giáp lên tuyến đầu, cùng địch nhân chém giết gần người, chỉ là cơ quan doanh điều thỉnh cầu. Này, trực tiếp bị hắn bác trở về. Huyền kiếm tông bồi dưỡng cái này 20 vạn quen thuộc binh khí chiến tranh tướng sĩ. Nhưng cũng không dễ dàng, há có thể để cho bọn hắn dạng này đi mất mạng, càng cao cấp binh khí. Chiến tranh, thao tác thì càng phức tạp, cũng không phải bất luận cái gì tới một người liền có thể thao túng dễ dàng nhất là điều khiển những thứ này binh khí chiến tranh trên chiến trường lẫn nhau phối hợp vậy càng là khó khăn mà cơ quan danh tướng sĩ cơ hồ mỗi một cái cũng là điều khiển binh khí chiến tranh chiến đấu năng thủ binh khí chiến tranh tại những này cơ quan danh tướng sĩ trong tay có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất liền sở kiếm thu chính mình cũng không dám nói đang thao túng binh khí chiến tranh chiến đấu phương diện có thể so với đến bên trên những thứ này cơ quan danh tướng sĩ dù sao binh khí chiến tranh vốn chính là chuyên môn vì trên chiến trường chiến đấu mà chế tạo cùng bình thường pháp bảo thao tác có khác biệt rất lớn có thể thuần thục điều khiển cao giai pháp bảo chiến đấu lại cũng không đại biểu cũng có thể thuần thục điều khiển binh khí chiến tranh tuân mệnh một đám cơ quan danh tướng sĩ cùng đáp nói đi những thứ này cơ quan danh tướng sĩ, lập tức cấp tốc hành động. Đem cái kia từng cổ binh khí chiến tranh. Không ngừng bố trí tại trận pháp trường thành trên đầu thành. Lúc này, thôn thiên hồ cũng là vội vàng đem phía trước nuốt vào trong bụng đại lượng binh khí. Chiến tranh phun ra, giao cho trương thành cơ quan doanh, phía trước nó cướp những bảo vật kia. Tài nguyên, đại bộ phận cũng đã chuyển rời đến trong không gian pháp bảo, giao cho sở kiếm thu. Chỉ có những thứ này binh khí chiến tranh, bởi vì hình thể khổng lồ, hơn nữa nặng nề vô cùng. Thay đổi vị trí khá phiền phức, cho nên nó vẫn luôn còn lưu lại trong bụng nó. Cho đến giờ phút này, nó mới đem những cái kia binh khí chiến tranh phun ra. Sở Kiếm Thu cùng Thôn Thiên Hồ tại đem tất cả binh khí chiến tranh mang lấy ra. Sở Kiếm Thu đối với Thôn Thiên Hồ nói, "Thôn Thiên Hồ, đi theo ta lại đi một chuyến ma đảo." Nam châu ở đây có hắn vô cấu phân thân ở đây chủ trì cũng đã đủ rồi hắn bây giờ muốn trở về xem ly thành ba người cùng đầu kia ma vật ở giữa chiến đấu đến tột cùng kết quả như thế nào kịp thời nắm giữ tình huống bên kia hắn cũng có thể chuẩn bị sớm thiếu ra ngươi còn muốn trở về đẹp như tranh nghe được sở kiếm thu lời này lập tức không khỏi lấy làm kinh hãi liền vội vàng tiến lên hỏi ân ta muốn trở về xem ly thành ba người kia cùng đầu kia ma vật đến tột cùng đánh thế nào, Sở Kiếm Thu vừa cười vừa nói. "Trương 3210 ngươi bao nhiêu cân lượng ngươi trong lòng mình không rõ ràng. Kỳ thực, hắn lo lắng nhất là đầu kia ma vật thắng, Ly Thành Ba người thắng còn không có cái gì. Một khi đầu kia ma vật thắng, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Ly Thành Ba người, dù cho chiến lực lại mạnh, đó cũng chỉ là nửa bước phi thăng cảnh võ giả." nhưng mà đầu kia kinh khủng ma vật cũng tuyệt đối là phi thăng cảnh kinh khủng tồn tại. Chỉ có điều đầu kia ma vật bị phong ấn mấy chục vạn năm. Sức mạnh thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng, mới chiến lực tổn hao nhiều mà thôi, một khi đầu kia ma vật thắng. Nó đang không ngừng nuốt chửng cửu khê đại lục sinh linh tình huống phía dưới. Thực lực liền có thể cấp tốc khôi phục, mà đầu này ma vật một khi từ cửu khê đại lục thông qua cái kia không gian thông đạo đi tới thiên vũ đại lục vậy sẽ cho thiên vũ đại lục mang đến to lớn vô cùng tai nạn cho nên. Sở kiếm thu là tuyệt đối không cho phép đầu này đã đã thoát khốn ma vật tiếp tục sống sót. Hắn phải không tiếc bất cứ giá nào. Đều phải đem đầu này ma vật giết đi, đầu kia ma vật vừa mới thoát khốn. Sức mạnh vẫn còn suy yếu nhất thời điểm. Bây giờ lại cùng ly thành ba người bộc phát một hồi đại chiến. Tất nhiên sẽ thương càng thêm thương. Bây giờ diệt trừ đầu kia ma vật là thời cơ thích hợp nhất bằng không. Một khi bị đầu kia ma vật thong thả lại sức, về sau lại muốn đối phó nó. Vậy coi như gian khổ vô số lần, thế nhưng là thiếu gia, ngươi làm như vậy. Nhưng là phi thường chuyện nguy hiểm, đẹp như tranh nghe vậy, một mặt lo âu nói. Không có việc gì, thiếu gia có chừng mực, sợ. Kiếm Thu đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, vừa cười vừa nói, "Thiếu ra, nếu như ngươi phải đi ta cũng muốn cùng một chỗ đi theo đẹp như tranh nghĩ nghĩ cuối cùng một mặt kiên định nói sở kiếm thu nghe vậy không khỏi có mấy phần bất đắc dĩ nhưng mà nhìn thấy tiểu nha đầu này một mặt bộ dáng quật cường nếu như mình không mang theo nàng mà nói đoán chừng nàng cũng không chịu phóng chính mình rời đi không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói hảo ngươi đi vậy có thể nhưng mà ngươi phải hết thảy đều phải nghe ta đẹp như tranh nghe nói như thế lúc này mới nhoẻn miệng cười một đôi mắt đẹp cong trở thành hai cong 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 nguyệt nha nàng ôm sở kiếm thu cánh tay vừa cười vừa nói thiếu ra cái này nói đẹp như tranh lúc nào không nghe thiếu ra lời nói sở kiếm thu nghe vậy nhịn không được đưa tay ra gõ gõ đầu của nàng tức giận nói ngươi bây giờ liền không nghe lời ta đây không phải không yên lòng thiếu ra an toàn sao đẹp như Tranh ôm cánh tay của hắn, làm nũng nói, khụ khù. Đang tại hai người liếc mắt đưa tình thời điểm, tầng hắng một tiếng âm thanh ở bên cạnh vang lên, Sở. "Kiếm Thu, ngươi phải trở về mà nói, mang lên bản cung a, Nam." Cùng Nhiễm Tuyết nhìn hai người một mắt, lạnh nhạt nói. "Nam cung Nhiễm Tuyết, ngươi xem náo nhiệt gì?" Sở Kiếm Thu nghe vậy, tức giận nói, "Ngươi thật sự cho rằng ta trở về là đùa giỡn?" cái này làm không tốt, sẽ mất mạng, ngươi chút thực lực như vậy, đi theo đi qua. Chỉ làm cho ta cản trở, ngươi bây giờ nhanh, đem cửu long thần hỏa cháo trả cho ta mới là chính sự. Sở kiếm thu nói, hướng nam cung nhiễm tuyết đưa bàn tay ra, này nương môn, đến bây giờ. Đều bá chiếm hắn cửu long thần hỏa cháo hàng nhái, không chịu trả lại cho hắn, sở. Kiếm thu, bản cung có ngươi nói yếu như vậy sao? Nam cung nhiễm tuyết nghe nói như thế, lập tức không khỏi tức giận đến mặt đỏ lên. Nổi nóng vô cùng nói, chính ngươi bao nhiêu cân lượng, chính ngươi trong lòng không rõ ràng, sợ. Kiếm thu lườm nàng một mắt có mấy phần khinh bỉ nói. Nam cung nhiễm tuyết bị hắn cái kia khinh bỉ ánh mắt nhìn đến. Trong nháy mắt tức nổ phổi, hỗn đản này, quá mức thiếu cung chủ, các ngươi thật muốn trở về. Đặng Bích Linh bọn người ở tại một bên nghe được đối thoại của bọn họ, cũng là vô cùng khiếp sợ nói các nàng thật vất vả từ trong hổ khẩu chạy trốn sở kiếm thu cái này lại nhớ lại đi sở kiếm thu đây là đang muốn làm cái gì nàng thực sự không thể nào hiểu được sở kiếm thu cách làm cấp độ kia chiến đấu giữa cường giả cũng không phải đùa giỡn không cẩn thận bị tác động đến một chút đều phải thịt nát xương tan các ngươi đây đều là đang nói cái gì cái gì trở về trở về nơi nào Sở Kiếm Thu, ngươi là muốn lần nữa tiến vào cái kia viễn cổ di chỉ bí cảnh sao, còn có. Các ngươi nói cái gì ma vật đến tột cùng là gì tình huống? Lúc này, ở một bên Thẩm Ngọc Anh cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Nghe được Sở Kiếm Thu đám người đối thoại, nàng quả thực là một mặt mộng bức. Căn bản cũng không biết bọn hắn đến tột cùng đang nói cái gì. Nhìn thấy Sở Kiếm Thu mang theo một đám Thiên Phượng cung đệ tử bình an trở về, trong nội tâm nàng là rất vui mừng trong lòng một tảng đá lớn cũng coi như là triệt để để xuống phía trước nhìn thấy ly thành bọn người tiến vào viễn cổ di chỉ bí cảnh bảo là muốn đi tìm đẹp như tranh nàng một trái tim vẫn luôn là treo ở giữa không trung nhưng nàng lại không tốt đi theo tiến vào viễn cổ di chỉ bí cảnh đi theo ly thành đám người sau lưng bởi vì nàng tiến vào viễn cổ di chỉ trong bí cảnh căn bản là không có chút nào ý nghĩa nếu như ly thành bọn người thật muốn giết sở kiếm thu mà nói lấy nàng thực lực cũng căn bản ngăn cản không được ngược lại nàng ở lại bên ngoài ly thành bọn người làm việc còn có điều cố kỵ ít nhất không dám đối với thiếu cung chủ cùng thiên phượng cung đệ tử hạ thủ một khi nàng cũng đi theo tiến vào nếu như thiếu cung chủ cùng ly thành bọn người lên xung đột ly thành bọn người không cố kỵ gì phía dưới không chắc tính cả nàng cũng cùng một chỗ giết diệt khẩu tại viễn cổ di chỉ trong bí cảnh nếu như ly thành đem các nàng giết hết tất cả dưới tình huống không có chứng cứ thiên phượng cung muốn báo thù cũng khó khăn nhưng bây giờ sở kiếm thu thật vất vả trở về nghe hắn lời nói mới rồi ý tứ lại còn muốn lần nữa lại tiến vào viễn cổ di chỉ trong bí cảnh cái này liền để thẩm ngọc anh trong lòng mười phần không hiểu sở kiếm thu đây là muốn làm gì nghe được thẩm ngọc anh hỏi thăm đặng bích linh lập tức vội vàng đem chuyện đã xảy ra kỹ càng giảng thuật một lần nghe xong đặng bích linh giảng thuật thẩm ngọc anh sắc mặt lập tức liền ngưng trọng lên các ngươi đây quả thực là hồ nháo bây giờ còn muốn trở về trở về chịu chết sao thẩm ngọc anh nhìn xem sở kiếm thu cùng đẹp như tranh nghiêm nghị quát lớn nàng đối với đẹp như tranh mười phần yêu thương cho tới bây giờ đều chưa từng đối với đẹp như tranh nói qua lời nói nặng. Nhưng mà giờ khắc này, nàng lại là từ chỗ không có mà nghiêm khắc của mắng hai người. Hai người này đơn giản chính là đang quấy rối, tất nhiên thật vất vả thoát đi hổ khẩu. Lại còn suy nghĩ chạy về chịu chết. Nàng cũng không biết sở kiếm thu đến tột cùng đang suy nghĩ gì thầm. Tiền bối, vãn bối có không thể không trở về lý do tất nhiên tiền bối không yên lòng liền giúp ta xem trọng đẹp như tranh đừng để nàng đi theo a sở kiếm thu nhìn xem thẩm ngọc anh nói thiếu ra đẹp như tranh vốn là nàng bị thẩm ngọc anh quở mắng đến cúi đầu nhưng ở nghe được sở kiếm thu lời này thời điểm lúc này lập tức ngẩng đầu lên nhìn xem sở kiếm thu rất là không thuận theo kêu lên đẹp như tranh nghe lời sở kiếm thu đưa tay sờ đầu của nàng một cái rất là nghiêm túc nói kỳ thực ngươi đi theo ta đi qua cũng không được cái tác dụng gì thực lực của bọn hắn quá mạnh mẽ nói không chừng ngươi theo tới ngược lại sẽ để cho ta phân tâm thế nhưng là đẹp như tranh trong lòng vô cùng nóng này còn nghĩ tranh luận ta biết ngươi là đang lo lắng an toàn của ta kỳ thực ngươi thật không tất yếu lo lắng ta nếu như ta không có bảo toàn tánh mạng nắm chắc cũng sẽ không dễ dàng trở về chịu chết Sở kiếm thu vừa cười vừa nói. Trường 3211 kinh khủng đại chiến. Không có những người khác ở bên người, hắn có thể trực tiếp để cho tiểu đồng áo xanh ra tay. Hỗ trợ che lấp hành tung. Mặc dù hắn không biết tiểu đồng áo xanh bây giờ đến tột cùng khôi phục được trình độ gì. Nhưng mà căn cứ vào tiểu đồng áo xanh một chút biểu hiện. Hàng này khôi phục tuyệt đối sẽ không thiếu, có tiểu đồng áo xanh ở bên người đi theo. Hắn đánh không lại cũng có thể trốn. Lúc trước hắn sở dĩ cũng không có quá mức cự tuyệt đẹp như tranh đi theo. Bởi vì đối với đẹp như tranh nói, dù cho để cho nàng biết tiểu đồng áo xanh tồn tại, cũng không có gì quan hệ. Với hắn mà nói, đẹp như tranh cơ hồ là hắn thân nhất thân nhân, đối với đẹp như tranh, hắn một số bí mật cũng không có cái gì tốt giấu giếm, đương nhiên. Nếu là có thể không để đẹp như tranh đi theo, tự nhiên là không để nàng đi theo cho thỏa đáng mặc dù có tiểu đồng áo xanh ở bên người cũng rất khó cam đoan không có sơ hở nào. Sở kiếm thu người đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Nhìn thấy Sở kiếm thu lại còn muốn kiên trì lần nữa tiến vào viễn cổ di chỉ bí cảnh Thẩm Ngọc Anh không khỏi một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn hỏi biết rõ chuyến này vô cùng nguy hiểm Sở kiếm thu đều nhất định phải kiên trì làm như vậy nàng thực sự có chút nhớ không rõ không có gì ta cũng chỉ là muốn đi vào xem mà thôi thẩm tiền bối giúp ta xem trọng đẹp như tranh đừng để nàng chạy loạn sở kiếm thu không có giảng dài quá nhiều chỉ là cười đối với thẩm ngọc anh nói một câu loại chuyện này nói đến quá nhiều cũng không có ý nghĩa quá lớn thẩm ngọc anh bọn người thiên phượng cung đệ tử một khi cái kia ma vật từ chín suối đại lục đi ra tình thế nguy cấp lốp nàng có thể mang theo một đám thiên phượng cung đệ tử rời đi trở về thiên phượng cung, nhưng mà huyền kiếm tông người, lại là đi không được. Không thừa dịp cái kia ma vật tại suy yếu nhất thời điểm giải quyết đi nó. Chẳng lẽ nhất định phải đợi đến nó khôi phục nguyên khí thời điểm. Lại cho Nam Châu cùng phong nguyên vương triều, mang đến cực lớn kiếp nạn sao? Sở kiếm thu không nói thêm gì nữa. Hắn quay đầu hướng Nam cung nhiễm tuyết muốn cái kia cửu long thần hỏa cháo hàng nhái. Mang theo thôn thiên hồ cùng tiểu thanh điểu cùng một chỗ lần nữa hướng về phong nguyên vương triều tây nam biên cảnh cái kia không gian thông đạo phương hướng bay đi thiếu ra đẹp như tranh nhìn thấy một màn này lập tức vô cùng nóng này kêu lên nhưng nàng muốn cùng lấy thời điểm lại bị thẩm ngọc anh ngăn lại thẩm ngọc anh là vô luận như thế nào đều không cho phép nàng đi cùng lấy cùng một chỗ mạo hiểm đẹp như tranh ngươi lo lắng cái gì kình đâu cho dù là xuất hiện xấu nhất tình huống ta vậy bản tôn thân thể chết ta cũng không phải liền triệt để chết ta chỗ này còn có một bộ phân thân đâu một bên khác bạch y sở kiếm thu nhìn thấy đẹp như tranh gấp đến độ đều nhanh muốn khóc lên đành phải lại tiến lên an ủi nghe nói như thế đẹp như tranh lúc này mới nhớ tới sở kiếm thu ở đây còn có một bộ vô cấu phân thân đâu sở kiếm thu bản tôn mặc dù ly khai nhưng mà hắn phân thân lại là còn tại, cũng đúng như Sở Kiếm Thu nói như vậy, hắn dù cho bản tôn chết, cũng chỉ là thiệt hại một thân thể mà thôi, mà cũng không phải là thật sự triệt để tử vong, nghĩ tới đây. Đẹp Như Tranh lúc này mới hơi an tâm một chút. Sở Kiếm Thu mang theo thôn Thiên Hồ cùng Tiểu Thanh Điểu. Sau khi thông qua cái kia không gian thông đạo tiến vào chín suối đại lục, liền hướng đầm lầy phía tây Ma Đảo phương hướng bay đi sở kiếm thu đem tiểu đồng áo xanh từ hỗn độn đến tôn tháp trong kêu lên để cho hắn thi triển tre lấp bí pháp ẩn nấp đi hành tung của bọn hắn không có một đám thiên phượng cung đệ tử ở bên người cản trở sở kiếm thu lúc này không cố kỵ nữa rất nhanh một nhóm bốn người liền đã đến ma đảo phụ cận dù cho cách xa xôi vô cùng khoảng cách đều có thể cảm nhận được cái hướng kia bộc phát ra từng đợt kinh người vô cùng chiến đấu dư ba sở kiếm thu cũng không có áp sát quá gần, chỉ là ở cách trong chiến đấu. Một nghìn vạn dặm bên ngoài, nhìn xem cái kia một hồi đại chiến, tại ma đảo phụ cận, ly thành. Trịnh Bạch diệt cùng gai chấn bình ba người, cùng cái kia kinh khủng ma vật. Bộc phát ra một hồi đại chiến kinh thiên động địa. Vô cùng kinh khủng chiến đấu dư ba, nhấc lên một hồi lại một trận ngập trời khí lãng. Cuồng bạo vô cùng khí lãng, từng vòng từng vòng hướng lấy bên ngoài bao phủ mà đi phía dưới đầm lầy tại cái này vô cùng kinh khủng dư âm năng lượng phía dưới cũng đều nhấc lên từng đợt cao tới mấy vạn trượng cuồng đào cự lãng từng cái kinh khủng hố to tại đầm lầy phía dưới nổ tung sở kiếm thu nhìn xem cái này vô cùng kinh khủng một màn ánh mắt lộ ra một vòng cực kỳ chấn động thần sắc tại uy áp này trầm trọng vô cùng đầm lầy bầu trời trận đại chiến này chiến đấu dư ba còn bao phủ ngàn vạn dặm cực lớn cương vực đây nếu là đặt ở trong thiên vũ đại lục loại trình độ này đại chiến chỉ sợ phương viên trên ức dặm cương thổ cũng phải bị những thứ này kinh khủng chiến đấu dư ba cho hủy thành một vùng phế tích cái này chính là có thể so với phi thăng cảnh kinh khủng chiến lực sao giống đầu kia vô cùng kinh khủng ma vật tại ly thành ba người dưới sự liên thủ lần nữa bị đánh trúng hướng phía sau bay tứ tung mấy trăm dặm cái này ma vật tức giận vô cùng phía dưới, lập tức ngửa mặt lên trời phát ra từng đợt gầm thét. Nó không nghĩ tới, cái này ba con sâu kiến thực lực thế mà cường hoành đến tình trạng như thế. Ba người dưới sự liên thủ, đủ để trọng thương chân chính phi thăng cảnh cường giả. Nó nếu không phải là ỷ vào nhục thân cường hoành, ám ma thân thể lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, chỉ sợ đã sớm tại cái này ba con sâu kiến dưới sự liên thủ, bị đánh giết, nhưng dù là như thế nó tình huống hôm nay cũng vẫn như cũ không thể lạc quan. Nếu là ở nó đỉnh phong thời điểm, dạng này sâu kiến nó một ngón tay liền có thể đè chết vô số, nhưng thế nhưng trước kia nó cùng thanh dương kiếm chủ trận chiến kia vốn là tổn thương cực nặng, lại tăng thêm bị thanh dương kiếm chủ phong ấn mấy chục vạn năm. Sức mạnh hao tổn quá nghiêm trọng, đến mức hôm nay cư nhiên bị ba con nhỏ yếu vô cùng sâu kiến khi nhục, cái này ma vật bị lần nữa đánh bay sau không tiếp tục cùng ly thành ba người dây dưa tiếp mà là quay người mà chạy nhưng ly thành ba người lúc này cũng đã đánh nhau thật tình bọn hắn vốn là đã sắp đuổi kịp sở kiếm thu nhưng lại bị cái này hoành không giết ra tới nghiệt xúc cho hỏng đại sự bây giờ sở kiếm thu khống chế chiếc kia phi thuyền biến mất vô tung vô ảnh cũng không biết chạy đi nơi nào đến miệng con vịt cứ như vậy bay bọn hắn lại há có thể không giận phải biết, đây chính là một kiện cửu giai linh thạch pháp bảo, ly thành cùng trịnh bạch diệt. Càng nhiều hơn chính là bởi vì bỏ lỡ một kiện cửu giai trọng bảo mà phẫn nộ, mà gai chấn bình. Đối với trận chiến đấu này bản thân, thật hưng phấn vô cùng. Bản thân hắn chính là một cái chiến đấu cuồng nhân, bây giờ thật vất vả gặp một cái kình địch. Đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ lỡ lần chiến đấu này cơ hội, ba người lập tức suyết tại đầu kia. Mà vật sau lưng, đuổi theo đầu kia ma vật hướng về ma đảo chạy trốn đi qua lại lần nữa nhảy vào cái kia phong ấn nó vực sâu cho là trốn ở dưới đất chúng ta thì sẽ bỏ qua ngươi sao ngươi đây không khỏi quá ngây thơ rồi ly thành nhìn thấy một màn này mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng nói hắn mấy ngày nay nhẫn nhịn một bụng lửa giận hôm nay muốn chém cái này không biết phải trái ma vật thật tốt ra một ngụm trong ngực ác khí lại dám hỏng chuyện tốt của hắn đơn giản tự tìm cái chết. Chỉ là, hắn tiếng nói này vừa ra, bỗng nhiên, một đạo vô cùng kinh khủng đao quang. Từ cái kia dưới giấy vực sâu bổ đi ra. mười 3212 cửu giai cực phẩm ma khí. Không tốt, nhìn thấy đạo này vô cùng kinh khủng đao quang đập tới tới. Ly thành tâm bên trong giật này cả mình. Vội vàng huy quyền hướng đạo này đao quang nghênh đón tiếp lấy, một cái vô cùng to lớn nắm đấm, Vung ra, cùng đạo kia vô cùng kinh khủng đao quang đụng vào nhau, ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bạo phát đi ra, cái kia khổng lồ nắm đấm trực tiếp bị đạo này kinh khủng đao quang một đao chém nát. Đạo kia kinh khủng đao quang, sau khi chém nát cái này chỉ nắm đấm, dư kình chưa tiêu. Tiếp tục hướng phía trước chém ra, ầm vang một tiếng, đao quang dư kình rắn rắn chắc chắc mà bổ vào ly thành trên thân. Ly thành chịu đạo này đao quang cơ thể trong nháy mắt bị đánh phải hướng phía sau bay tứ tung mấy ngàn dặm. Một ngụm máu tươi ngửa mặt lên trời cuồng phún mà ra, nhìn thấy một màn này. Trịnh Bạch diệt cùng kinh chấn bình, cũng không khỏi chấn động vô cùng, đây là cái tình huống gì? Cái này dưới giấy vực sâu, như thế nào đột nhiên bổ ra đáng sợ như vậy một vệt ánh đao? Chẳng lẽ, cái này ma vật tại cái này dưới giấy vực sâu, còn có giúp đỡ, nếu thật là như vậy? vậy bọn hắn hôm nay coi như thật là phiền phức lớn rồi một đầu ma vật ba người bọn họ liên thủ đã đánh chật vật như vậy nếu là lại đến một đầu ma vật bọn hắn hôm nay thua không nghi ngờ thậm chí có thể hay không trốn được tính mệnh cũng là chưa biết đang khi bọn họ vừa kinh vừa nghi chỉ thấy ở đó dưới giấy vực sâu cái kia ma vật bỗng nhiên lại nhảy ra ngoài chỉ là một lần cái này ma vật trong tay mang theo một thanh dài đến mười mấy vạn trượng cực lớn hoành đao. Chuôi này hoành đao tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Mặc dù chuôi này cực lớn hoành đao bên trên hiện đầy vết rách, nhưng mà tán phát cường đại ba động vẫn như cũ để cho Ly Thành ba người một hồi kinh hãi. Lấy nhãn lực của bọn hắn không khó coi ra, cái này ma vật trong tay chuôi này hoành đao là một kiện cửu giai trở lên ma khí, hơn nữa rất có thể là một kiện tiếp cận cửu giai cực phẩm ma khí tầm thường cửu giai bảo vật khí tức nhưng không có khủng bố như vậy bọn hắn mặc dù mình bản thân không có cửu giai pháp bảo nhưng mà lại là được chứng kiến huyền vụ trong phủ những cái kia phi thăng cảnh đại năng trong tay cửu giai pháp bảo bọn hắn đã thấy tất cả bảo vật bên trong không có bất kỳ cái gì một kiện có thể so với đến bên trên cái này ma vật trong tay chuôi này hoành đau hơn nữa cái này ma vật trong tay chuôi này hoành đau, nhìn. Vẫn là nhận qua tương đối tổn thương nghiêm trọng. Bị hao tổn nghiêm trọng như vậy. Đều còn nắm giữ đáng sợ như vậy khí tức có thể tưởng tượng được chuôi này hoành đau. Tại lúc toàn thịnh đến tột cùng đáng sợ đến mức nào. Nhìn thấy cái này ma vật trong tay sách theo chuôi này hoành đau, ly thành ba người. Đã khiếp sợ trong lòng vô cùng, trong mắt nhưng lại là toát ra một vòng tham lam vô cùng cuồng. Nhiệt thần sắc nếu là có thể đem cái này ma vật trong tay chuôi này hoành đao đoạt lấy so với cướp sở kiếm thu chiếc kia phi thuyền kiếm được đoán chừng đều còn lớn mặc dù ma khí bọn hắn không cách nào sử dụng nhưng mà lấy bọn hắn thân phận địa vị chính là có thủ đoạn xử lý ma khí này bất quá bọn hắn mặc dù đối với chuôi này hoành đao nóng mắt vô cùng thế nhưng là cũng không có bị trước mắt bảo vật cho làm choáng váng đầu óc cái này ma vật vừa rồi mượn nhờ chuôi này hoành đao bổ ra cái kia kinh khủng đao quang. Bọn hắn cũng không có quên. Hơn nữa, cái này ma vật tất nhiên nắm giữ phẩm giai cao như vậy ma khí. Cái này ma vật bản thân, chẳng lẽ cũng là một tôn phi thăng cảnh cường giả tuyệt đỉnh, nghĩ tới. Đây, ly thành ba người, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một vòng thần sắc kiêng kỵ. Bọn hắn cũng không biết đầu này ma vật lai lịch cũng không biết cái này ma vật đã từng bị phong ấn mấy chục vạn năm thực lực đại tồn bọn hắn ngay từ đầu nhìn thấy cái này ma vật xông lên thời điểm chỉ là nhìn thấy cái này ma vật khí tức trên thân cũng không tính là rất cường đại căng hết cỡ cũng liền đại thông huyền cảnh đỉnh phong xung quanh thực lực cho nên bọn hắn từ đầu đến cuối đều cũng không có đem cái này ma vật quá mức để vào mát nhưng đợi đến cùng cái này ma vật chân chính một trận chiến thời điểm bọn hắn mới phát hiện cái này ma vật thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng cũng cường đại hơn nhiều lắm mặc dù tại công kích lực phương diện cái này ma vật có lẽ cũng chính là đứng đầu nửa bước phi thăng cảnh chiến lực đối bọn hắn tạo thành không được uy hát yêu ta quá lớn nhưng mà cái này ma vật nhục thân lực phòng ngự thật là quá mức cường hãn bọn hắn muốn phá vỡ cái này ma vật mặt ngoài cái kia màu đen lân giáp lực phòng ngự làm bị thương cái này ma vật rất là khó khăn nhưng là bây giờ, nhìn thấy cái này ma vật thế mà từ dưới giấy vực sâu. Sách ra một thanh có thể là cửu giai cực phẩm ma khí. Ly thành ba người đối với cái này ma vật thái độ, trong nháy mắt thì thay đổi, cái này ma vật. Có khả năng xa không phải bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này ma vật tất nhiên có một kiện tiếp cận cửu giai cực phẩm ma khí. Hoặc là cái này ma vật vận khí tốt ngẫu nhiên chiếm được đại cơ duyên hoặc là chính là cái này ma vật bản thân liền là một đầu thực lực kinh khủng tới cực điểm tồn tại chẳng qua là bởi vì những nguyên nhân khác thực lực đại tồn mới đưa đến bây giờ suy yếu như vậy nếu như là người trước còn tốt nếu như là người sau vậy coi như hơi rắc rối rồi ly thành trịnh bạch diệc cùng kinh trấn bình ba người liếc nhau một cái hai vị nhìn thế nào kế tiếp tiếp tục chiến đấu vẫn là rời đi ly thành nhìn xem trịnh bạch diệp cùng kinh trấn bình truyền âm hỏi cái này ma vật có chuôi này hoành đao sau đó thực lực không kém không bằng vẫn là đi đi trịnh bạch diệp nói vừa rồi liền ly thành đều bị cái kia ma vật nhất đao đánh bay hắn đối với cái này ma vật quả thực có chút e ngại đi gì đi đương nhiên là chiến không phải liền là nhiều một thanh ma khí sao sợ nó sao, thật vất vả gặp một cái da dáng điểm đối thủ, sao có thể dễ dàng như vậy bỏ lỡ. Huống hồ, đây chính là cửu giai cực phẩm ma khí, các ngươi chẳng lẽ không muốn. Trong mắt kinh chấn bình tràn đầy cuồng nhiệt nói, nếu là có thể cầm tới cái này hoành đao ma khí, đoán chừng ba người chúng ta đều có thể đổi được một kiện cửu giai pháp bảo đâu. Ly Thành vốn là còn mấy phần do dự, nhưng ở nghe được kinh chấn bình câu nói sau cùng thời điểm hắn cũng trong nháy mắt hạ quyết tâm, vậy thì chiến. Hắn đã sớm nghĩ lấy được một kiện cửu giai pháp bảo, chỉ là cửu giai pháp bảo thực sự quá mắc. Dù cho đem hắn toàn bộ tài sản đều góp đi vào, đều căn bản mua không nổi. Cha hắn mặc dù là huyền vụ phủ phủ chủ thế nhưng là cũng không có xa xỉ đến. Cho hắn lấy được một kiện cửu giai pháp bảo, một kiện cửu giai pháp bảo. Cho dù là đối với hắn phụ thân như thế phi thăng cảnh đại năng tới nói, muốn lấy được vậy cũng phải xuất huyết nhiều. Phụ thân hắn mặc dù là huyền vụ phủ phủ chủ, nhưng cũng không phải là toàn bộ huyền vụ phủ chính là một mình hắn định đoạt. Huyền vụ phủ tài phú cũng không phải là phụ thân hắn tài sản riêng, vậy thì làm, ly. Thành hít một hơi thật sâu đạo. Hắn tiếng nói này vừa rơi xuống, kinh chấn bình lập tức trường kiếm vung lên. Một đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang. Hướng về đầu kia ma vật bổ tới, ly thành nhìn thấy một màn này trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, điên rồ. Mẹ nó, điên rồ chính là không thể dùng lẽ thường tới ước đoán, đối mặt như thế đáng sợ ma vật. Người điên này thế mà đều cướp ra tay, thực sự là không thể nói lý. Ly Thành đều có chút hoài nghi. Kinh chấn bình thuần túy chính là muốn cùng đầu này ma vật đánh một trận. Đến nỗi kia cái gì cửu dai ma khí. Đoán chừng cũng chính là lừa gạt hắn cùng trịnh bạch diệt kết quả mượn cớ. Bất quá chuyện cho tới bây giờ cũng không cho phép hắn có nhiều do dự. Sau khi kinh chấn bình phát động tiến công, Ly Thành cũng lập tức đối với cái kia ma vật phát động công kích. Chương 3213 Sở Kiếm thu ra tay. Cái kia ma vật nhìn thấy Ly Thành ba người, thế mà còn dám đối với nó động thủ. Trong lòng lập tức càng là giận dữ. Nó mới từ sử dụng chuôi này hoành đao ma khí kiệt lực bổ ra một đao kia sau đó, vốn chính là muốn mượn này đối với cái này ba con sâu kiến trấn nhiếp để cho bọn hắn không còn dám đối với nó động thủ mới vừa rồi cùng cái này ba con sâu kiến chiến một hồi nó đã tra rõ cái này ba con sâu kiến thực lực cái này ba con sâu kiến thực lực không là bình thường nửa bước phi thăng cảnh võ giả có thể so ba người liên thủ uy lực mạnh mẽ vô cùng lấy nó trạng thái bây giờ muốn thu thập cái này ba con sâu kiến rất là khó khăn nó bây giờ trạng thái suy yếu vô cùng cũng không muốn lâu dài chiến đấu bởi vì một khi trong chiến đấu hao tổn quá nhiều dù cho cuối cùng có thể đánh chết cái này ba con sâu kiến đem cái này ba con sâu kiến ăn cuối cùng cũng là lợi bất cập hại mặc dù chuôi này cửu dai cực phẩm cấp bậc hoành đao ma khí nơi tay nó thực lực tăng nhiều vốn lấy nó trạng thái bây giờ mỗi thôi động một lần cái này hoành đao ma khí liền muốn trả giá to lớn vô cùng đánh đổi cửu giai cực phẩm ma khí uy lực mặc dù cường đại nhưng thôi động trả ra đại giới cũng đồng dạng không nhỏ nó bây giờ cho dù là dốc hết toàn lực cũng đã không cách nào phát huy ra cái này cửu giai cực phẩm hoành đao ma khí một phần mười uy lực bằng không vừa rồi một đao kia phía dưới đã sớm đem cái kia sâu kiến cho chém thành phấn vụn nhưng vừa rồi một đao kia nó chỉ là đả thương cái kia sâu kiến, cũng không có đối với cái kia sâu kiến tạo thành cái gì chí mệnh thương thế. Đương nhiên, cái này cũng là nó vừa rồi cũng không có đem hết toàn lực nguyên nhân, nó vừa rồi. Chỉ là muốn dọa lùi cái này ba con sâu kiến, mà cũng không phải là muốn thông qua một đao kia. Đánh giết cái kia sâu kiến. Nhưng bây giờ, cái này ba con sâu kiến nhìn thấy nó bổ ra một đao kia sau đó, thế mà còn dám hướng nó động thủ, cái này ma vật trong lòng. Trong nháy mắt vô cùng phẫn nộ, cái này ba con sâu kiến. Thật sự cho rằng nó dễ bắt nạt không thành, bá bá bá. Ma vật trong tay hoành đao vung lên, liên tiếp bổ ra từng đạo vô cùng kinh khủng đao quang. Lần này, nó không tiếp tục lưu thủ, dù cho hao tổn lại lớn. Nó cũng muốn để cho cái này ba con sâu kiến minh bạch. Khiêu khích nó cái này ám ma tộc tiên phong đại tướng kết quả, rầm rầm rầm. Kế tiếp, Ly Thành ba người cùng cái kia ma vật. Lần nữa bộc phát một hồi đại chiến kinh thiên động địa, trận đại chiến này. So với trước đây chiến đấu, càng thêm kịch liệt đáng sợ. Chỉ có điều, trận chiến đấu này chỉ là kéo dài ngắn ngủi thời gian một nén nhang, Ly Thành. Trịnh Bạch Diệp cùng Kinh Chấn Bình ba người, liền toàn thân máu me đầm đìa mà chạy chối chết bây giờ ba người bọn họ thi triển ra hết thảy chạy trốn thủ đoạn liều mạng từ cái kia ma vật bên cạnh thoát đi khinh thường cái kia ma vật nơi tay cầm chuôi này hoành đao ma khí sau đó bộc phát ra chiến lực so với bọn hắn trong tưởng tượng cường đại nhiều lắm chỉ là ngắn ngủi thời gian một nén nhang cái kia ma vật liền đem bọn hắn ba người đánh bản thân bị trọng thương lần này bọn hắn trả ra đại giới trầm trọng đến khó lấy mức tưởng tượng, chỉ là cái này trầm trọng vô cùng thương thế. Ít nhất đều phải tĩnh dưỡng 2-3 năm mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Cái này còn không có tính toán bọn hắn vừa rồi vì bảo mệnh. Dùng hết mấy món vô cùng chân quý bí bảo tóm lại một lần này thiệt hại. Thực sự quá thảm nặng, cái kia ma vật nhìn xem ly thành ba người chạy trốn. Cũng không có truy kích đợi đến ba người thoát đi ánh mắt sau đó, nó ầm vang một tiếng, té ngồi trên mặt đất. Từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, mặc dù nó vừa rồi. Đem ly thành ba người giết đến chạy chối chết, nhưng mà nó trả giá cao. Cũng là cực kỳ trầm trọng. Bây giờ nó, đã suy yếu đến tình cảnh khó có thể tưởng tượng, chỉ là ma vật vừa mới ngã ngồi. Trong lúc đột ngột, nó cảm giác một hồi dùng mình, một cỗ vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ tại thời khắc này trong nháy mắt đánh tới còn không có đợi nó phản ứng lại một cái to lớn vô cùng hỏa cháo đã từ trên trời giáng xuống đem nó cho quay đầu bao phủ ở bên trong cái này một bộ kích bây giờ tới quá nhanh quá mức đột nhiên hơn nữa còn là ở vào nó suy yếu nhất không có phòng bị nhất trạng thái dưới nó đều căn bản không kịp tránh né liền đã bị cái kia to lớn hỏa cháo cho bao phủ ở bên trong xuống một khắc cái kia bao phủ nó hỏa cháo đột nhiên bốc lên chín đầu to lớn vô cùng hỏa long chín đầu to lớn vô cùng hỏa long trong nháy mắt đem nó cho cuốn lấy phóng xuất ra vô cùng kinh khủng hỏa diễm bừng bừng thiêu đốt lên cái này chín đầu hỏa long tán phát liệt diễm thực sự quá kinh khủng trong nháy mắt liền đem đầm lầy địa phương tròn ngàn vạn dặm bên trong đầm lầy đốt cháy không còn một mống cái kia bị bao phủ tại hỏa cháo bên trong ma vật lập tức cũng bị cái này chín đầu hỏa long. Đốt cháy đến phát ra một hồi kinh thiên động địa kêu thảm, giống, giờ. Khác này, cái kia ma vật trong lòng vô cùng phẫn nộ, đến tột cùng là ai, lại dám đánh lén nó. Thực sự là thật to gan. Bây giờ, ma vật trong lòng nộ phát như điên, hận không thể đem cái kia tập kích nó sâu kiến. Cho xé thành mảnh nhỏ, ma vật dẫy dụa đứng lên, ra sức thoáng dẫy dụa đem cái kia quấn lấy nó chín đầu hỏa long. Cho tránh thoát, ma vật nỗ lực cầm lên bên người hoành đao, kiệt lực nhất đao bổ ra. Âm vang một tiếng, cái kia bao phủ nó hỏa cháo, bị nó một đao đánh bay, chỉ là. Nó vừa mới đem cái này hỏa cháo nhất đao đánh bay, sau một khác. Một cỗ vô cùng đáng sợ nguy cơ, lần nữa buông xuống. Một cái tản ra vô cùng lăng lệ kiếm ý kiếm hoàn, đột nhiên xuất hiện tại trên người nó còn không có đợi nó phản ứng lại cái này kiếm hoàn đã đột nhiên bộc phát ầm vang một tiếng lăng lệ vô cùng kiếm ý trong nháy mắt tại trên người nó nổ ra một cái to lớn vô cùng lỗ lớn thanh dương kiếm chủ ma vật trong miệng lần nữa phát ra một hồi vô cùng thê lương kêu thảm kiếm ý này nó thực sự quá quen thuộc chính là cái kia đả thương nặng nó cũng đem nó phong ấn mấy chục vạn năm thanh dương kiếm chủ kiếm ý Giờ khắc này, ma vật trong lòng dâng lên một cỗ vô cùng mãnh liệt sợ hãi, chẳng lẽ Thanh Dương kiếm chủ còn sống, vô luận là vừa rồi cái kia Cửu Long thần hỏa cháo hàng nhái. Vẫn là cái này vô cùng quen thuộc kiếm ý, cái này đều là Thanh Dương tông thủ đoạn. Trước kia cái kia Cửu Long thần hỏa cháo hàng nhái, cũng từng đối với nó dưới quyền ám ma tộc đại quân. Tạo thành vô cùng tổn thất nặng nề, đã từng đối với nó như như ác mộng đồ vật lần nữa từng cái xuất hiện cái này không phải do cái này ma vật không sợ đang tại cái này ma vật khiếp sợ trong lòng vô cùng thời điểm đột nhiên một đầu hoàng kim cự long xuất hiện tại nó bầu trời to lớn vô cùng móng vuốt vươn ra một móng vuốt đánh vào trên người của nó ma vật nhìn thấy đầu này hoàng kim cự long cực lớn ma mâu con ngươi không khỏi co rụt lại đây là thanh dương tông hộ tông thần thú kim long ầm ầm tại trong cái này ma vật vô cùng kinh hãi cái kia to lớn vô cùng kim sắc long chảo đã đánh vào trên người của nó cùng lúc đó bắp đùi của nó bỗng nhiên đau xót một cỗ đứt gãy một dạng đau đớn từ chân truyền đến ma vật cúi đầu xem xét chỉ thấy một đầu to lớn vô cùng màu trắng cự hồ mở ra huyết bồn đại khẩu một ngụm đem nó một cái đùi cắn xuống giống nhìn thấy một màn này ma mà vật trong miệng lần nữa phát ra một hồi kinh sợ vô cùng gầm thét nó giơ lên hoành đao, liền muốn một đao đem đầu này đáng chết ngu xuẩn hổ giải quyết, chỉ là tại. Nó giơ lên hoành đao thời điểm, trên đỉnh đầu nó khoảng không đầu kia hoàng kim cự long. Lần nữa cho phép nó trầm trọng vô cùng nhất kích. Chương 3214 kiếm ý ngút trời. Thôn Thiên Hổ thừa cơ hội này, thi triển không thiểm. Trong nháy mắt bỏ chạy, sau khi đem cái kia ma vật cái bắp đùi kia nuốt vào thôn thiên hổ toàn thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt ầm vang một tiếng. Thôn thiên hổ vốn là vừa mới đột phá nửa bước đại thông huyền cảnh không lâu, lúc này. Khí tức của nó bắt đầu kịch liệt kéo lên, rất nhanh. Liền nhảy lên tới nửa bước đại thông huyền cảnh cực hạn. Mắt thấy, thôn thiên hồ có khả năng đột phá đại thông huyền cảnh. Sở kiếm thu lập tức quát lên, thôn thiên hồ, người mau chóng rời đi ở đây lập tức trở về nam châu thôn thiên hổ một khi ở đây đột phá đại thông huyền cảnh rất có thể sẽ trở thành cái kia ma vật nhằm vào mục tiêu đến lúc đó thôn thiên hổ tướng gặp phải vô cùng nguy hiểm cục diện là lão đại thôn thiên hổ nghe vậy cũng không dám chỉ hoãn lập tức hướng về phía đông bay đi loại này đại cảnh giới đột phá cùng tiểu cảnh giới đột phá cũng không giống nhau tiểu cảnh giới đột phá là trong nháy mắt liền có thể hoàn thành đột phá hoàn toàn có thể tiếp tục chiến đấu nhưng mà đại cảnh giới đột phá thời gian lại kéo dài tương đối dài mà tại đột phá đại cảnh giới kết thúc phía trước sức chiến đấu của nó là sẽ diện rộng hạ thấp tiếp tục ở nơi này ở lại chỉ làm cho lão đại cản trở giống cái kia ma vật nhìn thấy thôn thiên hổ thoát đi lập tức vô cùng phẫn nộ đầu này đáng chết ngu xuẩn hổ cắn nó một đầu đùi còn nghĩ còn sống rời đi Mơ tưởng, ma vật vô cùng phẫn nộ dơ lên hoành đao, hướng về thôn thiên hổ phương hướng. Đánh ra vô cùng kinh khủng nhất đao. Nhưng ngay tại nó bổ ra cái này vô cùng kinh khủng ánh đao thời điểm. Một bộ nửa bước phi thăng cảnh khôi lỗi, giờ một mặt màu đen tấm chắn Chợt xuất hiện tại nó bổ ra cái kia một vệt ánh đao trước mặt. ầm vang một tiếng thật lớn, đạo này kinh khủng đao quang bổ vào mặt kia màu đen tấm chắn trước mặt lập tức đem mặt kia màu đen tấm chắn cho đánh ra mảnh vụn liền cái kia dơ màu đen tấm chắn cỗ kia nửa bước phi thăng cảnh khôi lỗi đều bị một đau này dư kình cho đánh bay sở kiếm thu nhìn thấy một màn này trong lòng lập tức không khỏi có mấy phần tiếc hận mặt này vảy đen ma lá chắn cho hắn ngăn cản vô số lần nguy cơ lần này lại cuối cùng vẫn báo hỏng xuống sở kiếm thu tâm niệm khẽ động đem kim long phân thân cùng cỗ kia nửa bước phi thăng cảnh khôi lỗi cất trở về kim long phân thân liên tiếp ra tay hai lần phần thứ hai hồn thần hồn chi lực trên cơ bản đã tiêu hao hầu như không còn lúc này kim long phân thân đã không cách nào tiếp tục ra tay đi qua hắn cùng thôn thiên hổ cùng với tiểu thanh điểu lần này liên tiếp trọng kích đầu kia ma vật đã bị trọng thương đến cực hạn kế tiếp chỉ cần dùng nửa bước phi thăng cảnh khôi lỗi cùng cửu long thần hỏa cháo hàng nhái. Chậm rãi đem nó cho mày chết là được rồi. Tại vừa rồi cái kia một phen tốc độ ánh sáng trong chiến đấu, sở kiếm thu cũng phát hiện. Tiểu thanh điều điều khiển cửu long thần hỏa cháo. Có vẻ như so với hắn cùng nam cung nhiễm tiết thao túng. Uy lực phải lớn hơn nhiều, cái này rất có khả năng cùng tiểu thanh điều bản mệnh loan hỏa có. Liên quan khi sở kiếm thu vừa mới thu hồi kim long phân thân một khắc này đột nhiên hắn cảm thấy một cỗ vô cùng đáng sợ nguy cơ chí mạng đem chính mình cho khóa chặt giờ khắc này sở kiếm thu chỉ cảm thấy một hồi dùng mình toàn thân lông tơ tại thời khắc này từng chiếc dựng ngược sở kiếm thu trong lòng hãi nhiên vô cùng bỗng nhiên ngẩng đầu hướng cái kia ma vật nhìn lại nhìn thấy cái kia ma vật lúc này bộ dáng sở kiếm thu trong lòng lập tức kinh hãi tới cực điểm đồng thời bởi vì cái kia cỗ chí mạng vô cùng nguy cơ khóa chặt sở kiếm thu lúc này chỉ cảm thấy một hồi tay chân lạnh buốt chỉ thấy lúc này cái kia ma vật toàn thân tản ra từng đạo vô cùng kinh khủng hắc sắc ma diễm cái kia đáng sợ vô cùng hắc sắc ma diễm đem nó không gian chung quanh đều thiêu đến một hồi vặn vẹo mà cái kia ma vật lúc này một đôi cực lớn ma mâu đang vô cùng băng lãnh mà nhìn chằm chằm vào chính mình, hơn nữa, cái kia ma vật lúc này cũng chầm chậm dơ trong tay lên chuôi này hoành đao, vô số màu đen ma diễm không ngừng mà tràn vào trong đến chuôi này hoành đao. Cái kia cỗ khóa chặt hắn chí mạng vô cùng nguy cơ. Chính là chuôi này hoành đao tản mát ra vô cùng kinh khủng đao ý, lòng Nguyên, nó phát hiện ta. Sở Kiếm Thu bây giờ trong lòng một mảnh lạnh buốt truyền âm hướng tiểu đồng áo xanh hỏi: không tệ nó phát hiện ngươi ta che lấp bí thuật cũng không phải vạn năng nếu như ngươi bất động nó khả năng cao không cách nào phát hiện ngươi nhưng mà ngươi cùng tiểu xả điểu liên tiếp ra tay sinh ra khí thế ba động ta cũng không cách nào phần trăm một trăm mà che giấu được tiểu đồng áo xanh trầm mặc một chút nói nói như vậy ta lần này là chết chắc sở kiếm thu nghe vậy lập tức có chút bất đắc dĩ cười khổ nói bị cái kia cỗ trí mạng vô cùng khí thế khóa chặt. Sở kiếm thu cảm giác bản thân vào một khắc này, căn bản không thể trốn đi đâu được. Từ cái kia ma vật một đao này xúc thế thời điểm, tản mát ra uy lực đáng sợ đến xem. Cái kia ma vật tiếp xuống một đao này, tất phải kinh thiên động địa. So với nó phía trước bổ ra bất luận cái gì một đao, đều tuyệt đối phải cường đại vô số lần. Tiểu đồng áo xanh nghe vậy, trầm mặc một chút, cuối cùng nói, nắm, ta bản đại gia nghỉ ngơi lâu như vậy hôm nay cũng cần phải là bản đại gia hiện ra phong thái thời điểm tiểu đồng áo xanh nói trên thân tia sáng lóe lên chợt hóa thành một thanh vết dỉ loang lổ trường kiếm lơ lửng tại trước mặt sở kiếm thu sở kiếm thu nhìn thấy một màn này lập tức hít một hơi thật sâu hắn cũng minh bạch trước mắt hắn duy nhất đường sống có thể cũng chỉ có dựa vào tiểu đồng áo xanh sở kiếm thu không tiếp tục do dự hắn tự tay vừa nắm chặt lơ lửng ở trước mặt hắn chuôi này vết dỉ loang lổ trường kiếm chuôi. Kiếm, đang nắm chắc chuôi này vết dỉ loang lổ trường kiếm chuôi kiếm một khắc này. Sở kiếm thu chợt cảm thấy một cỗ cường đại vô cùng kiếm ý ở trong lòng phát lên, cái này một cỗ. Kiếm ý ý cảnh cao mạc có vẻ như so với thanh dương kiếm chủ kiếm ý tại đạo trong cảnh giới. Đều cao hơn vô số lần. Cùng lúc đó, sở kiếm thu toàn thân chân nguyên bắt đầu điên cuồng tràn vào đến chuôi này vết dỉ loang lổ trường kiếm bên trong. Sở kiếm thu cảm nhận được đây hết thảy, trong lòng nảy sinh một chút ác độc âm vang một tiếng. Trong nháy mắt thi triển nhiên huyết bí thuật trong nháy mắt này. Trực tiếp thiêu đốt 10 thành huyết mạch chi lực. Hỗn độn trí tôn huyết mạch hấp thu vô số hoang cổ khí tức chỗ dự trữ đại lượng huyết mạch chi. Lực tại thời khắc này, bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên, mà sở kiếm thu khí thế trên người cũng ở đây trong nháy mắt tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, vô số chân nguyên. Vô số huyết mạch chi lực, sở kiếm thu tại Thanh Dương Tông truyền thừa điện tầng thứ ba hấp thu. Vô số kiếm ý, tại thể nội ngưng tụ viên kia kiếm ý kiếm hoàn. Tại Thanh Dương Tông tiền phong bên trong cung điện kia. Cái kia lôi trì bên trong hấp thu vô số màu tím lôi đình. Ngưng kết tại phệ lôi châu vô số lôi đình chi lực, ở tòa này trong đại điện hấp thu đại lượng biển lửa ngưng kết tại thanh ngọc lưu ly hỏa bên trong hỏa diễm chi lực vô số sức mạnh tại thời khắc này toàn bộ đều điên cuồng tràn vào ở trong tay chuôi này vết dỉ loang lổ trường kiếm bên trong sở kiếm thu giơ lên trong tay chuôi này vết dỉ loang lổ trường kiếm ầm vang một tiếng hấp thu vô số sức mạnh trường kiếm bạo phát ra một hồi kinh thiên động địa kiếm ý Ngút trời kiếm ý, đem sở kiếm thu trên đỉnh đầu bầu trời, đều phá vỡ một cái động lớn. Chương 3215 chém giết ma vật. Cái kia ma vật nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bất quá. Bây giờ nó cũng đã đâm lao phải theo lao, đối mặt sở kiếm thu cái này tiếp xuống một kiếm. Nó đồng dạng cũng là không thể trốn đi đâu được. Bây giờ loại tình huống này, chỉ có thể là liều mạng một lần, đến nỗi cuối cùng hưu chết vào tay ai thì nhìn tiếp xuống một kích này thủ đoạn của người nào mạnh hơn ầm ầm hai tiếng nổ mạnh song phương đang xúc thế sau khi hoàn thành đều hướng về đối phương đánh ra cái kia kinh thiên động địa nhất đao nhất kiếm hai đạo uy lực đáng sợ đến khó lấy tưởng tượng đao quang kiếm ý trực tiếp đem cái này củng cố vô cùng đầm lầy không gian bổ ra một đạo to lớn vô cùng vết nứt không gian lăng lệ vô cùng đao quang kiếm ý ở giữa không trung chạm vào nhau, ầm ầm. Một cỗ khó có thể tưởng tượng uy năng. Trong nháy mắt bộc phát ra, tại đao quang kiếm ý va chạm chỗ. Trung quanh đã nứt ra vô số đến giống như mạng nhện tầm thường vết nứt không gian, từng đạo. Giống như giống mạng nhện vết nứt không gian, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Khiến cho trong phương viên vạn dặm không gian, đều giống như vỡ tan mặt kính đồng dạng, đao quang kiếm ý trên không trung rằng co một hồi sau đó cuối cùng vẫn là kiếm ý chiến thắng đao quang kinh khủng đao quang cuối cùng bị lăng lệ vô cùng kiếm ý đánh tan kiếm ý tại đánh tan đạo kia đao quang sau đó tiếp tục hướng phía trước cuối cùng ầm vang một tiếng hung hăng bổ vào đầu kia vô cùng to lớn ma vật trên thân cái kia ma vật đã lần lượt trải qua từng tràng đại chiến vốn là đã hao tổn cực lớn vô luận là lúc trước cùng ly thành ba người trận chiến kia vẫn là về sau bị Tiểu Thanh Điểu sử dụng cửu long thần hỏa cháo hàng nhái đốt cháy bị viên kia kiếm hoàn trọng kích bị nuốt thiên hồ cắn một đầu đuôi cùng với bị sở kiếm thu kim long phân thân liên tiếp trọng kích hai cái cái này tầng tầng trọng kích đều khiến cho nó thương càng thêm thương mà cuối cùng nó thiêu đốt sinh mệnh bổ ra cái này vô cùng kinh khủng một đao cũng khiến cho nó gần tới dầu hết đèn tắt tại loại này suy yếu tới cực điểm tình huống phía dưới lại bị đạo này lăng lệ vô cùng kiếm ý đánh vào trên thân, đầu này ma vật. Cuối cùng chống đỡ không nổi, bị đạo này lăng lệ vô cùng kiếm ý, một kiếm diệt sát. Đầu kia ma vật vô cùng to lớn thân thể, ầm vang ngã xuống đất, sinh cơ đánh gãy diệt. Cuối cùng hoàn toàn chết đi, theo đầu này ma vật hoàn toàn chết đi. Trước kia đối với Cửu Khê đại lục tạo thành hủy diệt chi kiếp chi này ám ma tộc đại quân. Cuối cùng triệt để bị tiêu diệt sở kiếm thu nhìn xem đầu kia ầm vang ngã xuống đất ma vật sắc mặt tái nhợt vô cùng vì bổ ra vừa rồi một kiếm kia trong cơ thể hắn tích góp tất cả lực lượng cũng cơ hồ tại thời khắc này hao hết cơ thể của sở kiếm thu lung lay suýt nữa đứng không vững thanh nhi đi xem một cái đầu kia ma vật chết chưa sở kiếm thu suy yếu vô cùng đối với bên người tiểu thanh điểu nói sở kiếm thu ngươi không sao chứ tiểu thanh điểu một mặt lo âu hỏi trước tiền đừng quản ta đi trước xem đầu kia ma vật chết chưa nhanh sở kiếm thu thấp giọng nói bây giờ hắn nhất định phải cam đoan đầu kia ma vật triệt để chết đi hắn mới có thể yên tâm tiểu thanh điểu nghe vậy cũng không dám do dự nữa vội vàng hướng về cỗ kia ma vật thân thể bay đi nó cẩn thận từng ly từng tí ở đó ma vật trên thân dò xét một phen cuối cùng xác nhận cái này ma vật xác thực đã triệt đề chết đi tiểu thanh điểu lúc này mới bay trở về đối với sở kiếm thu hưng phấn mà nói sở kiếm thu xác định đầu kia ma vật đích xác đã hoàn toàn chết đi sở kiếm thu nghe nói như thế căng thẳng tiếng lòng lúc này mới buông lòng lúc này hắn cũng nhịn không được nữa chán nản té ngồi trên mặt đất long Uyên, ngươi thế nào? Còn sống à? Sở Kiếm Thu đưa tay gõ gõ bên cạnh chuôi này vết dỉ loang lổ. Trường Kiếm suy si yếu vô cùng hỏi Sở Kiếm Thu, người gần nhất kiềm chế một chút, đừng có lại tìm đường chết. Ngươi nếu là lại tìm đường chết mà nói, bản đại gia cũng không cách nào che chở ngươi. Trên thân kiếm truyền đến tiểu đồng áo xanh cái kia hữu khí vô lực yếu ớt âm thanh. Ngươi bây giờ gì tình huống? Sở Kiếm Thu hỏi bàn đại gia tích góp tất cả lực lượng, toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Không có 10 năm trở lên thời gian, đoán chừng không khôi phục được trước đây trạng thái tiểu. Đồng áo xanh suy yếu vô cùng nói. Người không có thương tổn cùng bản nguyên A, à, sợ. Kiếm thu hỏi, hắn quan tâm nhất chính là điểm này. Đối với căn nguyên tổn thương, ngược lại là cũng không lớn, dù sao. Lần này lại không phải thuần túy chỉ là sức mạnh của bổn đại gia có lực lượng của ngươi phối hợp ngược lại không đến nỗi thương tới ta bản nguyên nếu như chỉ là thuần túy lợi dụng sức mạnh của bổn đại gia cái kia ngược lại là sẽ làm bị thương bản nguyên tiểu đồng áo xanh nói nghe nói như thế sở kiếm thu lúc này mới hoàn toàn yên lòng trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra còn tốt còn tốt chỉ cần không có thương tới bản nguyên vậy thì không có việc gì đến nỗi tiểu đồng áo xanh sức mạnh toàn bộ tiêu hao sạch sẽ cần thời gian 10 năm mới có thể khôi phục lại xuất kiếm trước đây trình độ. Này đối sở kiếm thu tới nói, đều không phải là chuyện. Đối với có hỗn độn đến tôn tháp hắn tới nói, chỉ cần đem tiểu đồng áo xanh ném ở hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai địa. Ngoại giới trôi qua một năm thời gian, hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai địa. Cũng liền đi qua 10 năm. Theo lý thuyết, chỉ cần ngoại giới trôi qua một năm thời gian. Tiểu đồng áo xanh liền có thể lần nữa khôi phục lại lần này xuất kiếm trước đây trình độ, đi qua. Lần chiến đấu này, Sở Kiếm Thu mới chính thức nhận thức đến. Tiểu đồng áo xanh hàng này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Lấy vừa rồi một kiếm kia uy lực đáng sợ, cho dù là chân chính phi thăng cảnh cường giả tại trước mặt, đoán chừng đều sẽ bị một kiếm giết đi, cuối cùng. Vẫn là tiểu đồng áo xanh cái này không đáng tin cậy bại lại hàng mới là hắn uy lực lớn nhất đòn sát thủ a sở kiếm thu khẽ vươn tay đem bên cạnh chuôi này vết dỉ loang lổ trường kiếm thu vào hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai địa để cho chuôi này vết dỉ loang lổ trường kiếm tại hỗn độn đến tôn tháp tầng thứ hai mà nồng nặc kia dưới ánh sao ôn dưỡng bây giờ tiểu đồng áo xanh đã suy yếu đến không cách nào hóa thành hình người cũng không cách nào chính mình ra vào hỗn độn đến tôn tháp sở kiếm thu lúc này Cơ thể lui về phía sau khẽ đảo, triệt để tê liệt trên mặt đất, giờ khắc này. Toàn thân hắn trên dưới thư thái một hồi. Chém giết đầu này ma vật trong lòng hắn một tảng đá lớn. Cuối cùng mới để xuống, phía trước cái này ma ở trên đảo, một mực phong ấn đầu này ma vật. Chỉ cần đầu này ma vật một ngày không có giải quyết. Sớm muộn cũng là một cái tùy thời nổ tung cực lớn tai họa ngầm mà bây giờ hắn cuối cùng có thể triệt để an tâm đầu này ma vật còn quả nhiên là đáng sợ đều bị trọng thương đến trình độ này thế mà đều khó giết như thế đây nếu là để nó khôi phục nguyên khí đến lúc đó cũng không biết sẽ cho nam châu cho phong nguyên vương triều mang đến cỡ nào cực lớn kiếp nạn thật tới lúc đó chỉ sợ thiên phượng cung những thứ này năm đại tông môn phi thăng cảnh cường giả ra tay đều không nhất định làm gì được nó lần này, tự mình lựa chọn ngay tại lúc này, tới tập sát đầu này ma vật. Vẫn là vô cùng chính xác một lần lựa chọn, ít nhất, có thể nói là lấy cái giá thấp nhất. Chém giết cái này một đầu tai họa ngầm lớn nhất. Mặc dù lần này, vô luận là chính mình, vẫn là tiểu đồng áo xanh. Trả ra đại giới đều phi thường to lớn. Nhưng mà đối với để cho đầu này ma vật khôi phục nguyên khí sau đó lại đi giải quyết. Cái giá như thế này, đã coi như là nhỏ nhất. Thật muốn đợi đến cái này ma vật khôi phục nguyên khí sau đó, lại đến giải quyết. Vậy thì không phải là hôm nay trả giá như thế chút đại giới có thể giải quyết được. Chương 3216 hốt hoảng chạy trốn. Cửu Khê đại lục đầm lầy, Không Gian Thông Đạo phụ cận, Ly Thành ba người một đường hốt hoảng chạy trốn, đi tới Không Gian Thông Đạo cửa vào. Sắp thông qua Không Gian Thông Đạo rời đi thời điểm, đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một cỗ vô cùng đáng sợ động tĩnh cảm nhận được như thế một cỗ vô cùng kinh khủng động tĩnh ly thành ba người lập tức cũng không khỏi cùng nhau quay người hướng về ma đảo phương hướng nhìn lại gì tình huống như thế nào bên kia còn có thể truyền đến khủng bố như thế động tĩnh chẳng lẽ lại có cái gì kinh khủng cường giả tại cùng đầu kia ma vật giao chiến ba người lúc này trong lòng không khỏi một hồi kinh nghi bất định cái kia cỗ động tĩnh cách xa xôi như thế khoảng cách thế mà đều rõ ràng như thế có thể thấy được chỗ kia chiến đấu là bực nào kịch liệt loại trình độ này chiến đấu đoán chừng cho dù là bọn hắn cũng rất khó toàn thân trở ra bên kia đến tột cùng lại chuyện gì xảy ra ly thành ba người sắc mặt lập tức không khỏi một hồi biến ảo mặc kệ rời đi trước lại nói cái này viễn cổ di chỉ bí cảnh thật sự là quá nguy hiểm bọn hắn vốn là cho lạc cái này viễn cổ di chỉ bí cảnh liền phong nguyên vương chiều những cái kia nhỏ yếu vô cùng võ giả cũng có thể dễ dàng tìm tòi hẳn là tính nguy hiểm không lớn nhưng lại không nghĩ tới hôm nay trải qua sự tình một kiện sau so một kiện quỷ dị một kiện sau so một kiện nguy hiểm lại tiếp tục ở lại nơi này chỉ sợ liền bọn hắn đều có nguy hiểm có thể chết đi nghĩ tới đây ba người không do dự nữa lập tức thông qua không gian thông đạo rời đi cái này viễn cổ di chỉ bí cảnh rời đi viễn cổ di chỉ bí cảnh sau ba người cũng không có trở về phong nguyên hoàng thành chữa thương mà là hướng thẳng đến nam châu phương hướng bay đi bọn hắn lần này ở đó ma vật dưới tay ăn lớn như thế thua thiệt cái này tất cả đều là bởi vì sở kiếm thu tiểu xúc sinh kia sở trí bây giờ tìm không thấy tiểu xúc sinh kia tính sổ sách bọn hắn muốn trước đem huyền kiếm tông tiêu diệt dễ ra một ngụm trong lòng ác khí nam châu bắc cảnh trận pháp trường thành trên đầu thành bạch y sở kiếm thu điều động thiên vũ động thiên chi lực thầy khác giám sát lấy cửu khê đại lục không gian thông đạo lối vào tại ly thành ba người đi ra ngoài thứ trong lúc nhất thời hắn liền đã phát hiện ba người dấu vết mà quả nhiên không ra hắn sở liệu ba người này rời đi cửu khê đại lục sau thứ trong lúc nhất thời quả nhiên là hướng về nam châu bên này bay tới bạch y sở kiếm thu cười lạnh một tiếng đối với đám người quát lên đại gia chuẩn bị nghênh địch tuân mệnh một bầy tướng sĩ cùng đáp mấy chục vạn tướng sĩ cùng kêu lên hô quát âm thanh chấn hoàn vũ uy thế cực kỳ hùng tráng rộng lớn nhất là cái kia hai mươi vạn cơ quan danh tướng sĩ càng là ma quyền sát trưởng sĩ khí dâng cao có cái này mấy ngàn kiện phẩm giai cực cao binh khí chiến tranh trong lòng bọn họ đã là không kịp chờ đợi nghĩ đại triển một phen tay chân sau đó không lâu trên bầu trời phía bắc nam châu quả nhiên bay tới ba đạo nhân ảnh bạch y sở kiếm thu nhìn thấy ly thành ba người bay gần căn bản là không có chút nào cùng bọn hắn nói nhảm ý tứ ba người này tại trong thanh dương tông di chỉ truy sát bọn hắn một đường song phương đã sớm xem như sinh tử đại địch tiến công bạch y sở kiếm thu hạ lệnh theo bạch y sở kiếm thu ra lệnh một tiếng, mấy ngàn kiện uy năng cực lớn chiến trận binh giáp. Đồng thời phát động, cùng nhau hướng về cái kia ba bóng người đánh tới, ly thành ba người nhìn. Thấy một màn này, trong lòng không khỏi thất kinh, thật càn dỡ huyền kiếm tông. Bọn hắn cũng không có bắt đầu động thủ, cái này huyền kiếm tông ngược lại tốt. Trước tiên ra tay với bọn họ, hơn nữa, vừa ra tay. Chính là thanh thế kinh người như vậy, mấy ngàn kiện cao dài binh khí chiến tranh đồng thời phát động công kích uy năng, đáng sợ đến khó lấy mức tưởng tượng. Một kích này bộc phát ra kinh khủng uy năng. Không chút nào ở đó ma vật sử dụng chuôi này cửu dai hoành đao ma khí. Đối bọn hắn chỗ bổ ra cái kia kinh khủng một đao, liên thủ. Ly thành bạo hống đạo. Nghe được hắn lời này, trịnh bạch diệt cùng kinh chấn bình lập tức không dám thất lễ. Nhào nhào ra tay, ba người liên thủ chống cự những thứ này kinh khủng binh khí chiến tranh phát ra lên công kích đáng sợ đối mặt uy năng công kích đáng sợ như thế bọn hắn bất kỳ người nào đều không thể đơn độc chống cự nếu như tại bọn hắn lúc toàn thịnh có lẽ dựa vào độc thân có thể miễn cưỡng ngăn cản một hai nhưng đi qua cùng cái kia ma vật một hồi đại chiến bọn hắn tổn thương cực nặng bây giờ đủ khả năng phát huy ra thực lực ngay cả lúc toàn thịnh một nửa cũng chưa tới tại công kích đáng sợ như thế phía dưới bọn hắn nếu là không liên thủ ngăn cản mà nói thật sự sẽ chết rầm 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 một hồi kinh thiên động địa nổ rung trời ở trên không trung bộc phát ra một đợt công kích sau đó ly thành ba người không còn dám chút nào dừng lại lập tức hướng về phía bắc hốt hoảng mà chạy ba người đang thoát đi thời điểm trong lòng biệt khuất tới cực điểm lần này đi tới phong nguyên vương triều chẳng những nửa điểm chỗ tốt đều không vớt được ngược lại mất cả trì lẫn trài ở đó ma vật dưới tay bị thiệt lớn thì cũng thôi đi bây giờ thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ nam châu tông môn cũng có thể đem bọn hắn đánh chạy chối chết sống lâu như vậy bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng bị thua thiệt lớn như vậy cũng chưa bao giờ từng như thế biệt khuất qua trong lòng ba người có chút khó có thể tưởng tượng một cái nho nhỏ nam châu tông môn làm sao lại nắm giữ uy lực to lớn như vậy binh khí chiến tranh như thế số lượng còn đông đảo như thế cái này thật là là làm người không thể tưởng tượng. cho dù là trung châu đạo minh thất đại vương triều xếp thứ ba viêm nham vương triều cũng không có mạnh mẽ như vậy nội tình a à. nhưng cái này huyền kiếm tông nắm giữ mạnh mẽ như vậy nội tình trước đó lại là không có chút nào nghe nói qua tại toàn bộ thiên vũ đại lục huyền kiếm tông danh tiếng cũng là danh bất kinh truyền đối với nam châu ấn tượng bọn hắn vẫn luôn dừng lại ở nhỏ yếu cằn cỗi rớt lại phía sau vắng vẻ nhận thức bên trên nếu như sớm biết huyền kiếm tông nắm giữ mạnh mẽ như vậy nội tình bọn hắn như thế nào có thể tại người bị thương nặng tình huống phía dưới còn chạy đến nam châu đến tìm cái chết ba người một đường chạy trốn trên đường căn bản không dám chút nào dừng lại liền đi ngang qua phong nguyên hoàng thành cũng không dám tại trong hoàng thành của Phong Nguyên nghỉ ngơi. Phong Nguyên hoàng thành khoảng cách Nam Châu, mặc dù có trong 250 triệu. Nhưng mà khoảng cách ngắn như vậy, đối với bọn hắn dạng này cường giả tới nói. Bất quá chỉ cách một chút, trong nháy mắt liền có thể đến, khoảng cách gần như thế. Đối bọn hắn tới nói, căn bản cũng không an toàn. Ba người một đường hướng Bắc phi hành, bay thẳng đến đến viêm nham vương chiêu cảnh nội đi tới viêm nham trong hoàng thành, cái này mới dám dừng lại, viêm nham hoàng thành. Khoảng cách Nam Châu chừng hơn 2.000 ức dạm. Khoảng cách rất xa như vậy, đối với thiên tôn cảnh võ giả tới nói. Đều cần tiêu phí thật dài thời gian. Mới có thể đến, nhưng mà đối với ly thành ba người dạng này nửa bước phi thăng cảnh cường giả mà. Nói, hơn 2.000 khoảng cách trăm triệu dặm mấy ngày, liền có thể đến. Ba người đi tới viêm nham trong hoàng thành tạm thời tại viêm nham trong hoàng thành thôi ngủ lại tới. Chữa thương thương thế, mà ba tên huyền vụ phủ nửa bước phi thăng cảnh cường giả đến. Lại là kinh động đến toàn bộ viêm nham vương chiêu cao tầng. Toàn bộ viêm nham vương chiêu, giờ khắc này, cũng là ở vào một hồi nơm nớp lo sợ bên trong, đối mặt như thế cường giả. Bọn hắn không thể không cẩn thận hầu hạ, miễn cho bởi vì nhất thời sơ sẩy chậm trễ. Đưa tới đại họa. Trường 3217 thôn thiên hồ đột phá. Nam Châu Bắc Cảnh, trận Pháp Trường Thành trên đầu thành, Thẩm Ngọc Anh nhìn thấy Ly Thành ba. Người, chỉ là bị huyền kiếm tông đông đảo binh khí chiến tranh một đợt cùng đánh. Liền bị trực tiếp trọng thương, đánh chạy chối chết. Trong lòng cũng không khỏi giật mình không thể coi thường. Nàng không những chấn kinh tại sở kiếm thu tại viễn cổ di chỉ trong bí cảnh thu hoạch khổng lồ. Hơn nữa, đối với cái kia 20 vạn cơ quan doanh tướng sĩ, Đối với chiến tranh binh khí thông thạo điều khiển, cùng với phối hợp chi nghiêm mật ăn ý, cũng là đồng dạng khiếp sợ không thôi. Nàng nhịn không được nghiêm túc đánh giá một phen cái kia 20 vạn cơ quan doanh tướng sĩ. Những thứ này tướng sĩ, còn quả nhiên là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, những thứ này binh khí, chiến tranh, phẩm giai cực cao, thao túng cũng tinh vi vô cùng. Mà những thứ này cơ quan doanh tướng sĩ, nhận được những thứ này binh khí chiến tranh đều không đến thời gian hai ngày, thế mà liền có thể trên chiến trường, phối hợp ăn ý như vậy. Đem những thứ này binh khí chiến tranh uy lực, phát huy đến tình cảnh to lớn như vậy. Cái này thật là là làm người chấn kinh. Nàng vốn là đã tận lực đánh giá cao huyền kiếm tông, nhưng mà lần chiến đấu này xuống. Thẩm Ngọc Anh cảm giác chính mình còn đánh giá thấp huyền kiếm tông nội tình thực lực. Bạch y sở kiếm thu đối với cơ quan doanh một đợt công kích đem ly thành ba người trực tiếp đánh lui đó là nửa điểm cũng không ngoài ý muốn ly thành ba người cũng chính là tới sớm một hai ngày nếu như bọn hắn lại trễ tới một hai ngày mà nói bọn hắn tới cũng liền đừng nghĩ đi bởi vì cơ quan danh nhận được những cái kia binh khí chiến tranh thời gian quá ngắn chỉ tới kịp quen thuộc những cái kia bát giai thượng phẩm cùng bát giai cực phẩm binh khí chiến tranh phía trước cái kia sóng trong chiến đấu liền nửa bước cửu giai binh khí chiến tranh cũng không có đầu nhập bao nhiêu kiện. Thì càng không cần phải nói cái kia ba kiện cửu dai trở lên binh khí chiến tranh. Nếu như đem cái kia ba kiện cửu dai binh khí chiến tranh cũng đầu nhập vào. Một đợt công kích ly thành ba người tuyệt đối sẽ bị oanh thành cho bụi. Binh khí chiến tranh cùng linh thạch pháp bảo mặc dù có hắn giống nhau chỗ. Đều là do linh thạch đến cung cấp nguồn năng lượng tiến hành công kích nhưng mà giữa hai bên. Lại có khác nhau rất lớn linh thạch pháp bảo mặc dù năng lượng nơi phát ra cùng binh khí chiến tranh một dạng cũng là dựa vào linh thạch tới khu động nhưng mà nó tại công kích thời điểm nhưng vẫn là dựa vào võ giả chân nguyên tới điều khiển võ giả tu vi quá thấp vẫn là không cách nào phát huy ra linh thạch pháp bảo chân chính uy lực nhưng mà binh khí chiến tranh cũng không một dạng binh khí chiến tranh hoàn toàn là nhằm vào trên chiến trường chiến đấu mà chế tạo sự điều khiển của nó hoàn toàn không dựa vào võ giả chân nguyên mà là dựa vào binh khí chiến tranh bản thân tinh vi cơ quan mà bộc phát uy lực chỉ cần có đầy đủ năng lượng cung ứng binh khí chiến tranh hoàn toàn có thể phát huy ra uy lực lớn nhất uy lực của nó bộc phát thế nhưng là không chút nào ỉ lại tại võ giả tu vi nhưng mà binh khí chiến tranh nhưng cũng có một cái nhược điểm chính là điều khiển quá mức phức tạp thường thường không phải đơn độc một người liền có thể điều khiển được mà là cần nhiều người hiệp đồng tiến hành điều khiển hơn nữa binh khí chiến tranh phương thức công kích cũng rất là đơn nhất khô khan còn kém rất rất xa linh thạch pháp bảo linh hoạt nó cũng chỉ thích hợp trên chiến trường sử dụng nếu là đơn độc dùng để đối phó võ giả mà nói chỉ sợ căn bản là không cách nào đánh chúng võ giả bởi vì cao dai võ giả tốc độ quá nhanh nếu như chỉ có một kiện binh khí chiến tranh mà nói căn bản là không cách nào nhắm chuẩn khóa chặt địch nhân trừ phi có rất nhiều binh khí chiến tranh cùng phối hợp triệt để khóa kín võ giả không gian tránh né lúc này mới có thể phát huy tác dụng mà sở kiếm thu lấy được cái kia ba kiện cửu giai trở lên binh khí chiến tranh điều khiển tinh vi trình độ so với cửu giai trở xuống những cái kia binh khí chiến tranh phức tạp hơn nhiều lắm cho dù là trương thành cơ quan này danh chủ soái cũng không cách nào tại ngắn ngủi trong vòng hai ngày liền quen thuộc cái này ba kiện cửu giai trở lên binh khí chiến tranh điều khiển cho nên phía trước công kích ly thành ba người thời điểm cái kia ba kiện cửu giai trở lên binh khí chiến tranh căn bản là không có vùi đầu vào sử dụng bên trong tại mới vừa rồi đánh lui ly thành ba người không lâu thôn thiên hổ liền về tới nam châu trở về đến nam châu sau đó thôn thiên thân hổ bên trên khí thế liền cũng lại áp chế không nổi trực tiếp đột phá đại thông huyền cảnh toàn bộ nam châu trên bầu trời trong lúc nhất thời đều hiện đầy kinh người vô cùng thiên địa dị tượng nam cung nhiễm tuyết nhìn thấy một màn này trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp đầu này đáng chết ngu xuẩn hồ thực lực là càng ngày càng cường đại nghĩ tới đây đầu ngu xuẩn hồ tại lúc mới bắt đầu căn bản cũng không phải là nàng địch chỉ có bị nàng nghiền ép phần nhưng theo đầu này ngu xuẩn hổ thực lực càng ngày càng mạnh, mình tại trước mặt của nó. Ngược lại trở thành bị nghiền ép tồn tại, mình bây giờ mặc dù khoảng cách chính thức đột phá nửa. Bước đại thông huyền cảnh, chỉ có cách xa một bước. Nhưng mà dù cho chính mình đột phá đến nửa bước đại thông huyền cảnh. Cũng xa xa không phải đầu này ngu xuẩn hổ đối thủ, nhớ ngày đó. Sư phụ mình thế nhưng là tán thưởng chính mình, là phong nguyên trong vương triều từ chỗ không có tuyệt thế thiên tài, mà nàng cho tới nay, cũng cho là như vậy. Nhưng là bây giờ, tu vi của mình cùng thực lực. Cũng là bị một đầu ngu xuẩn hổ không ngừng mà siêu việt, nghĩ tới đây. Nam cung nhiễm tuyết trong lòng, liền một hồi cảm giác khó chịu. Nếu như là bị người khác như thế không ngừng mà siêu việt, nam cung nhiễm tuyết. Ngược lại cũng không đến mức khó chịu như vậy, nhưng mấu chốt là, nàng và đầu này ngu xuẩn hồ. Vẫn luôn không hợp nhau theo đầu này ngu xuẩn hổ thực lực càng ngày càng cường đại, về sau đầu này ngu xuẩn hổ. ắt sẽ càng ngày càng không kiêng nể gì cả, mà tối làm nàng căm tức là. Sở kiếm thu còn hết lần này tới lần khác vô cùng thiên vị đầu này ngu xuẩn hổ, cửu. Khê đại lục ma đảo phụ cận. Sở kiếm thu trên mặt đất nằm vài ngày. Cũng mới hơi thong thả lại sức tiểu đồng áo xanh bây giờ so với hắn đều còn muốn càng thêm nữa chết nửa sống không có tiểu đồng áo xanh ở bên ngoài trông coi hắn căn bản cũng không dám ở nơi này chạy vào trong hỗn độn đến tôn tháp đi mặc dù tiểu thanh điểu thực lực cũng không yếu nhưng tiểu thanh điểu lại không có tiểu đồng áo xanh loại kia che lấp tung tích thủ đoạn hơn nữa cái này tiểu xà điểu làm việc có chút không đáng tin cậy sở kiếm thu căn bản cũng không dám yên tâm để nó ở bên ngoài trông coi hỗn độn đến tôn tháp vạn nhất cái này tiểu xả điều trông coi trông coi ghét bỏ ở bên ngoài ngẩn đến quá mức nhàm chán chạy đến địa phương khác đi chơi vậy hắn có thể khóc đều không chỗ khóc lấy cái này tiểu xả điều tính cách sở kiếm thu thật là không dám hứa chắc nó sẽ không làm ra loại sự tình này tới sở kiếm thu tại hơi thong thả lại sức sau đó liền gọi ra hỗn độn đến tôn tháp đem cỗ kia vô cùng to lớn ma vật thi thể thu vào trong hỗn độn đến tôn tháp đầu này ma vật thi thể sở kiếm thu dự định sau khi trở về để cho thôn thiên hồ đem nó nuốt ngược lại đầu này ma vật cũng bị thôn thiên hồ cắn một đầu đùi đã là tàn khuyết không đầy đủ hơn nữa hắn ngoại trừ đầu này ma vật trong tay còn có mặt khác hai cỗ phi thăng cảnh ám ma tộc thi thể cái kia hai cỗ phi thăng cảnh ám ma tộc thi thể hoàn toàn đầy đủ hắn về sau luyện chế phi thăng cảnh khôi lỗi chi dụng sở kiếm thu tại thu lấy cỗ này ma vật thi thể sau đó liền cưỡi tiểu thanh điểu trở về hiện tại hắn nằm trong loại trạng thái này thực sự có chút bay không nổi chỉ có thể đem tiểu thanh điểu làm thú cưỡi tới dùng khi sở kiếm thu trở lại nam châu thôn thiên hồ đã hoàn thành đột phá đại thông huyền cảnh tại thôn thiên hồ đột phá sau khi thành công dưới tay hắn phía dưới mới xem như có một cái chân chính đại thông huyền cảnh cường giả chương 3218 tiêu hóa thu hoạch, mà lấy thôn thiên hổ chiến lực mạnh. Chỉ sợ thực lực sẽ không thua lớn như vậy thông huyền cảnh đỉnh phong cường giả. Ít nhất nếu là bây giờ thôn thiên hổ cùng Trúc Kiên một đối một chiến đấu. Dù cho không tá trợ bất kỳ cao giai pháp bảo, đều có thể đánh bại Trúc Kiên loại trình độ này đại thông huyền cảnh võ giả đỉnh cao. Dù cho cùng thẩm Ngọc Anh so sánh, thôn thiên hổ thực lực đoán chừng đều không yếu quá nhiều nhìn thấy sở kiếm thu bản tôn trở về đám người lúc này mới xem như chân chính nhẹ nhàng thở ra mặc dù phía trước sở kiếm thu vô cấu phân thân vẫn đối với bọn hắn nói bản tôn đã không có việc gì nhưng một ngày không có thấy sở kiếm thu trở về bọn hắn liền không cách nào chân chính yên tâm dù sao sở kiếm thu đi đối phó đây chính là một đầu có khả năng đã từng là phi thăng cảnh cường giả ma vật sở kiếm thu lần này trở về bắt đầu đem tại thanh dương tông di chỉ thu hoạch đại bộ phận lấy ra bảo vật tài nguyên cho hạ u hoàng hộ bộ từ thanh dương tông di chỉ chủ phong tàng kinh các đem đến vô số điển tịch nhưng là giao cho thôi nhã vân tả khưu thương chúc cùng lạc chỉ mây ba người chấp trưởng tàng kinh các lần trước trở về thời điểm bởi vì quá mức vội vàng chỉ tới kịp đem những cái kia binh khí chiến tranh cùng với một chút bát phẩm linh thạch lưu, lại liền vội vàng quay trở về chín suối đại lục. chưa kịp đi xử lý cụ thể sự vụ, lần này trở về, hắn có thể hảo hảo mà an bài đây hết thảy. hắn lần này tại thanh dương tông chủ phong lịch luyện, thu hoạch thực sự quá lớn. một khi huyền kiếm tông tiêu hóa những thu hoạch này, thực lực sẽ thu được một cái to lớn vô cùng bay vót sở kiếm thu đem tại thanh dương tông chủ phong thạch củng kiều đầu cầu thu hoạch cái kia mấy vạn cỗ bát giai thượng phẩm chiến trận binh giáp giao cho thần vu lúc luyện khí phường để cho bọn hắn tiến hành nghiên cứu hơn nữa nói cho thần vu lúc lần này hắn thu hoạch trong điển tịch chắc có không ít có quan chiến trận binh giáp chế tạo liên quan điển tịch để cho hắn có thời gian có thể đi tàng kinh các xem trước đây hắn tại thanh dương tông chủ phong thạch củng kiều đầu cầu bên trên nhìn thấy cỗ kia to lớn vô cùng chiến trận binh giáp cùng bọn hắn huyền kiếm tông luyện chế chiến trận binh giáp có rất lớn khác biệt huyền kiếm tông bây giờ luyện chế chiến trận binh giáp trên cơ bản đều là do một vạn tướng sĩ tổ hợp thành một bộ chiến trận binh giáp nhưng mà sở kiếm thu tại thanh dương tông chủ phong nhìn thấy cỗ kia chiến trận binh giáp sở kiếm thu đoán chừng Ít nhất đều là do 10 vạn tướng sĩ tổ hợp mà thành. Một bộ chiến trận binh giáp dung thân nạp tướng sĩ số lượng càng nhiều. Uy lực tự nhiên càng là cường đại, nếu là Huyền kiếm tông cũng có thể chế tạo ra có thể dung nạp. 10 vạn tướng sĩ chiến trận binh giáp, cái kia Huyền kiếm tông thực lực sẽ lấy được một cái to lớn vô cùng bay vọt. Một bộ có thể dung nạp 10 vạn tướng sĩ chiến trận binh giáp, đủ khả năng bộc phát ra uy lực cũng không phải đơn giản 10 bộ một vạn tướng sĩ tổ hợp chiến trận binh giáp chiến lực đơn giản. Tăng theo cấp số cộng. Cái này giống như một vạn tên có chiến trận binh giáp tướng sĩ. Cùng không có chiến trận binh giáp một vạn tướng sĩ ở giữa chiến lực khác biệt. Thuần vu lúc mấy người luyện khí phường luyện khí sư. Khi lấy được những thứ này chiến trận binh giáp thời điểm. Tâm tình kích động đến khó lấy mức tưởng tượng bọn hắn bây giờ đối với tại chiến trận binh giáp nghiên cứu, đã lâm vào một cái bình cảnh. Bởi vì không có vật tham chiếu, cũng không có tương quan điển tịch tham khảo. Bọn hắn muốn nghiên cứu ra đẳng cấp cao hơn chiến trận binh giáp, trong đó độ khó cực lớn. Không có tương quan tham khảo, nghiên cứu của bọn hắn, có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Mà bây giờ, sở kiếm thu chẳng những cung cấp đông đảo đẳng cấp cao hơn chiến trận binh giáp cho bọn hắn còn có đại lượng liên quan điển tịch cho bọn hắn tham khảo thoáng một cái thì để cho bọn họ nhìn đến vô số phương hướng cùng lúc trước cái loại này hai mắt đen thui chỉ dựa vào tự mình tìm tòi khó khăn so sánh có vật thật tham khảo cùng với liên quan điển tịch tra duyệt trong thời gian này khó dễ trình độ quả thực là khác biệt một trời một vực tại chỉ là nhận được sở kiếm thu giao cho bọn hắn cái kia mấy vạn cỗ bát giai thượng phẩm chiến trận binh giáp thời điểm quan sát đến những thứ này chiến trận binh giáp cấu tạo cùng với phía trên khắc dấu phù văn bọn hắn liền đã lấy được vô số linh cảm trước đó minh tư khổ tưởng đều nghĩ chỗ không rõ trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt khi lấy được những cái kia chiến trận binh giáp dẫn dắt sau thuần vu lúc lại dẫn một đám luyện khí phường luyện khí sư đến trong tàng kinh các mượn đọc sở kiếm thu mang trở về liên quan luyện khí điển tịch bởi vì những thứ này điển tịch còn không có đi qua thôi nhã vân đám người chỉnh lý cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể tại trong mênh mông vô cùng biển sách tìm kiếm sở kiếm thu để cho thôi nhã vân tả khưu thương chúc cùng lạc chỉ mây dẫn dắt tàng kinh các đệ tử trước tiên trợ giúp luyện khí phường đem những thứ này luyện khí điển tịch sửa sang lại bây giờ luyện khí phường có thể hay không luyện chế ra đẳng cấp cao hơn chiến trận binh giáp đối với huyền kiếm tông tới nói là vô cùng trọng yếu một việc việc này liên quan đến huyền kiếm tông các đại quân doanh chiến lực mạnh yếu cho nên sở kiếm thu đem chỉnh lý tương quan luyện khí điển tịch xem như tàng kinh các chỉnh lý những thứ này thanh dương tông điển tịch cao nhất ưu tiên cấp sở kiếm thu bình thường sẽ rất ít nhúng tay tàng kinh các sự vụ trên cơ bản đều là do thôi nhã vân tả khưu thương chúc cùng lạc chỉ mây ba người một tay làm chủ nhưng mà Bây giờ chuyện này thực sự quá trọng yếu. Sở Kiếm Thu không thể không hướng thôi Nhã Vân nói một tiếng. Bởi vì để Cao Huyền Kiếm Tông các đại quân doanh chiến lực sự tình. Đối với hiện tại Huyền Kiếm Tông tới nói, có thể nói là cấp bách. Đừng nhìn Huyền Kiếm Tông đánh lui ly thành ba người, nhưng cái này lại cũng không mang ý nghĩa. Huyền Kiếm Tông nguy cơ, liền như vậy giải trừ, từ nay về sau có thể gối cao không lo. Ly Thành ba người mặc dù thực lực cường đại, nhưng ở huyền xương mù trong phủ. Cũng bất quá là thế hệ trẻ tuổi đệ tử mà thôi. Cũng không tính huyền xương mù phủ chân chính đỉnh tiêm chiến lực. Nếu như Ly Thành lần này lui thất bại sau, chuyển đến phi thăng cảnh cường giả cứu binh. Cái kia huyền kiếm tông, cũng tương tự vẫn sẽ gặp phải cực kỳ nghiêm nghị khiêu chiến. Mặc dù bây giờ, Nam Châu đại trận, đã kiến tạo hoàn thành 2 phần 3, tại cửu Long Thần Hỏa Cháo cùng với số lớn cao giai binh khí chiến tranh phía dưới dù cho đối mặt phi thăng cảnh cường giả trên lý luận cũng là có thể đối phó được nhưng phi thăng cảnh cường giả cũng là có mạnh yếu khác biệt ai biết đến lúc đó tới đến tột cùng là cái gì cấp bậc phi thăng cảnh cường giả cho nên sở kiếm thu phải tranh thủ đề thăng huyền kiếm tông khắp mọi mặt thực lực mà luyện chế ra đẳng cấp cao hơn chiến trận binh giáp chính là tăng cường huyền kiếm tông thực lực phương thức trọng yếu nhất một trong tại sở kiếm thu phân phó phía dưới thôi nhã vân tả khưu thương chúc cùng lạc chỉ mây ba người tự nhiên là dẫn theo tàng kinh các đệ tử toàn lực phối hợp toàn bộ tàng kinh các trên dưới hơn năm vạn tên đệ tử bắt đầu hết ngày dài lại đêm thâu mà bận rộn bởi vì sở kiếm thu lần này mang về điển tịch thực sự nhiều lắm vốn có tàng kinh các quy mô đã không cách nào dung nạp nhiều như vậy điển tịch thế là sở kiếm thu lại để cho kiến trúc phường kiến trúc sư đối với tàng kinh các tiến hành đại quy mô xây dựng thêm lấy kiến trúc phường kiến tạo hiệu xuất xây dựng thêm một cái tàng kinh các tốc độ tự nhiên cấp tốc vô cùng tại đại lượng kiến trúc sư phối hợp xuống trong vòng một ngày liền đem tàng kinh các quy mô xây rộng hơn hơn trăm lần xây dựng thêm sau đó tàng kinh các so với thanh dương tông tàng kinh các quy mô đều muốn hùng vĩ không chỉ gấp mấy lần chương 3219 đi nương nhờ. Tại thuần vu lúc xuất lĩnh số lớn luyện khí sư. Chạy đến tàng kinh các cha tìm luyện khí điển tịch thời điểm. Tần Diệu Yên cũng đồng dạng đi tới tàng kinh các. Tần Diệu Yên luyện đan thiên tư chắc tuyệt vô cùng. Nàng cũng sớm đã đem trước đây thôi nhã vân, tả khưu văn. Trưởng tôn nguyên đợi uổng công người. Từ đầm lầy phía nam đại thảo nguyên cái kia viễn cổ tông môn di chỉ mang về những cái kia luyện đan điển tịch triệt để tiêu hóa. Bây giờ nàng đã có thể dễ dàng luyện chế ra bát giai trung phẩm đan dược hơn nữa. Nàng tại những cái kia luyện đan điển tịch trên cơ sở còn làm số lớn ưu hóa. Nghiên cứu ra so với cái kia luyện đan điển tịch bên trên. Khi lại đan dược càng hoàn thiện đan phương. Tại đồng bậc đan dược bên trên, nàng cơ hồ làm được cực hạn. Vô luận là chữa thương đan dược, cải tạo tư chất đan dược, trợ giúp đột phá đan dược chữa trị võ đạo căn cơ đan dược, giải độc đan dược. Nàng nghiên cứu ra đan phương, đều so cùng giai đan dược tại về dược hiệu cường đại vô số lần. Đương nhiên, nàng có thể nghiên cứu ra nhiều hiệu quả như vậy cường đại đan phương. Một phương diện cùng nàng thiên phú luyện đan chắc tuyệt vô cùng không thể tách rời. Một phương diện khác cũng là sở kiếm thu đối với nàng không so đo chi phí đầu nhập. Đối với tần diệu yên, sở kiếm thu có thể nói là bao dung vô cùng trên cơ bản đều có thể làm đến hữu cầu tất ứng tần diệu yên muốn cái gì hắn đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cho nàng lộng tới hoang cổ khí tức sinh mệnh nguyên dịch những thứ này vô cùng chân quý bảo vật càng là cho nàng đại lượng cung ứng cũng chính bởi vì có hoang cổ khí tức sinh mệnh nguyên dịch những thứ này vô cùng chân quý thiên tài địa bảo tần diệu yên mới có thể luyện chế ra hiệu quả cực kỳ thần diệu đủ loại đan dược nếu không phải có sở kiếm thu không so đo giá cao ủng hộ tần diệu yên dù cho thiên phú luyện đan chắc tuyệt cũng tuyệt đối không cách nào làm được một bước này nhưng bây giờ tần diệu yên đang luyện đan phương diện cũng đồng dạng gặp bình cảnh nàng trước mắt đối với luyện đan tri thức lý luận chỉ có đến bát giai trung phẩm cái này cấp bậc đến nỗi cao hơn một tầng đan dược vừa vô tương ứng lý luận cũng không có tương ứng đan phương để cho nàng trong tình huống không có bất luận cái gì tham khảo tự mình sáng tạo ra một loại tầng thứ cao hơn đan phương lấy nàng thiên phú luyện đan ngược lại cũng không phải không thể làm đến nhưng mà cái này trả ra đại giới quá lớn cũng không biết muốn thử nghiệm bao nhiêu lần lãng phí bao nhiêu thiên tài địa bảo mặc dù sở kiếm thu đối với nàng trên cơ bản là bất kể đại giới ủng hộ nhưng nàng cũng không muốn quá tùy ý đi tiêu xài những cái kia chân quý thiên tài địa bảo cho nên đang luyện đan trên lý luận đã đạt đến một cái bình cảnh sau đó tần diệu yên liền không có tiếp tục lại đi nghiên cứu chế tạo tầng thứ cao hơn đan dược mà là không ngừng mà đi hoàn thiện những cái kia đã có đan phương mà bây giờ khi biết sở kiếm thu từ thanh dương tông di chỉ mang về đại lượng các loại điển tịch tình huống phía dưới nàng liền tới nhìn một chút xem có thể hay không tìm được một chút cao hơn cấp bậc luyện đan điển tịch lấy đánh vỡ lý luận của mình bình cảnh. Đến nỗi huyền kiếm tông những người khác. Ngược lại không gấp tại tới tàng kinh các chọn lựa công pháp võ học điển tịch phía trước huyền. Kiếm tông tàng kinh các có công pháp võ học. Đã hoàn toàn đủ để thỏa mãn đại đa số người tu luyện. Bây giờ huyền kiếm tông đột phá đến tiểu thông huyền cảnh tu vi võ giả. Cũng liền gần tới trăm người, hơn nữa, đại đa số. Cũng là tiểu thông huyền cảnh sơ kỳ cùng tiểu thông huyền cảnh hậu kỳ võ giả đột phá đến tiểu thông huyền cảnh hậu kỳ cũng tương đối ít ngoại trừ thôn thiên hổ tu vi cao nhất chính là nam cung nhiễm tuyết cùng tiểu thanh điều mà tu vi của hai người cũng đều là tiểu thông huyền cảnh cảnh giới đỉnh cao tiểu thanh điều chính mình có huyết mạch của mình truyền thừa căn bản không cần đến huyền kiếm tông công pháp võ học cho nên đối với mấy cái này công pháp võ học cần cấp thiết nhất ngược lại là chỉ có nam cung nhiễm tuyết nếu như đem cao hà sương cùng tế sơn khánh hai người cũng coi như tác huyền kiếm tông người như vậy hai người bọn họ cũng coi như phải bên trên đối với mấy cái này cao hơn cấp bậc công pháp võ học điển tịch nhu cầu mười phần khẩn cấp người bởi vì bọn hắn hai người bằng vào mỗi người bọn họ tu luyện công pháp cũng coi như là tu luyện đến bọn hắn môn kia công pháp tầng cao nhất cao hà sương bây giờ đã là nửa bước đại thông huyền cảnh võ giả tế sơn khánh cũng đã đột phá đến tiểu thông huyền cảnh đỉnh phong. Hai người tại trải qua phen này Thanh Dương Tông Di chỉ lịch luyện trở lại Nam Châu sau đó. Liền phân biệt xuất lĩnh Cao Hà Vương Triều cùng Tế Sơn Vương Triều. Chân chân chính chính đầu phục huyền kiếm tông. Muốn dẫn dắt bọn hắn Vương Triều tiến thêm một bước phát triển đi nương nhờ huyền kiếm tông. Là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Đối với bọn hắn loại này cấp bậc thế lực năm đại tông môn trướng mát. Cho dù bọn họ đầu phục năm đại tông môn, cũng sẽ không nhận được năm đại tông môn quá lớn xem trọng. Không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt mà Viêm Nham Vương Chiêu. Bọn hắn lại không muốn đi nương nhờ. Nếu là Viêm Nham Vương Chiêu chiếm đoạt bọn hắn, lấy Viêm Nham Vương Chiêu phong cách hành sự. Ắt sẽ đem bọn hắn nuốt ngay cả bột phấn đều không thừa, nhưng mà Huyền Kiếm Tông lại khác. Cùng Sở Kiếm Thu tiếp xúc lâu như vậy, bọn hắn đối với Sở Kiếm Thu tính cách đã có tương đối sâu vào dài mà tại nam châu sinh sống đoạn thời gian này bọn hắn đối với huyền kiếm tông tập tục cũng tương tự có cực kỳ khắc sâu cảm thụ nếu là bọn họ chân tâm thật ý mà đi nương nhờ huyền kiếm tông lấy sở kiếm thu tính cách cùng với huyền kiếm tông tập tục tuyệt đối cũng sẽ coi như bọn họ là chính mình người đến đối đãi mà không phải đem bọn hắn ngay cả da lẫn xương nuốt vào các ngươi thật sự quyết định các ngươi một khi nhập vào Huyền Kiếm Tông. Nhưng là đến chịu đến Huyền Kiếm Tông quy củ ước thúc. Cùng với chịu đến Huyền Kiếm Tông thống nhất quản lý điều hành, các ngươi cần phải biết. Sở Kiếm Thu nhìn xem Cao Hà Xương cùng Tế Sơn Khánh hai người, nghiêm túc nói, "Sở Công tử, chúng ta đã quyết định, mong rằng Sở công tử không nên chê." Cao Hà Xương cùng Tế Sơn Khánh đều rất là kiên quyết cùng thành khẩn nói, hai vị đừng nói như vậy chúng ta dù sao cũng là đồng tâm hiệp lực kề vai chiến đấu qua minh hữu ta há lại sẽ ghét bỏ hai vị sở kiếm thu vừa cười vừa nói tất nhiên hai vị đã quyết định chuyện này vậy chúng ta liền mở hội nghị cùng đã định chuyện này thôi tất nhiên cao hà sương cùng tế sơn khánh hữu tâm đi nương nhờ sở kiếm thu tự nhiên sẽ không cự tuyệt tốt xấu cao hà vương triều cùng tế sơn vương triều cũng là hai khối to lớn vô cùng địa bàn. Cao Hà Vương Triều Cương vực chừng trong hơn 50 tỷ, mà Tế Sơn Vương Triều Cương vực cũng tương tự có hơn 20 tỷ bên trong, cái này hai đại vương triều cương vực cộng lại gần tới hơn 80 tỷ bên trong. Một khi Cao Hà Vương Triều cùng Tế Sơn Vương Triều nhập vào Huyền Kiếm Tông, Huyền Kiếm Tông địa bàn lập tức liền làm lớn ra mấy chục lần không ngừng, có địa bàn lớn như. Vậy, Huyền Kiếm Tông có thể thi triển càng nhiều tay chân đương nhiên sở kiếm thu sở dĩ tiếp nhận cao hà vương triều cùng tế sơn vương triều đi nương nhờ cái này hai đại vương triều địa bàn lớn là một chuyện càng quan trọng chính là cao hà sương cùng tế sơn khánh hai người phong cách hành sự cũng có chút đối với hắn tính khí nếu là giống phong nguyên vương triều hoặc viêm nham vương chiêu thế lực như vậy dù cho nghĩ đi nương nhờ huyền kiếm tông sở kiếm thu cũng tuyệt đối sẽ không tiếp nhận Loại này ô yên trướng khí thế lực nếu là sáp nhập vào Huyền Kiếm Tông, chỉ có thể làm hỏng Huyền Kiếm Tông tập tục, bất lợi cho Huyền Kiếm Tông nhân tâm ngưng kết. Chương 3220 Cao sông vương triều nội tình. Đối với Phong Nguyên vương triều cùng Viêm Nham vương triều loại kiểu này thế lực, không chọc hắn vưu tự có thể, một khi chọc tới trên đầu của hắn. Sở kiếm thu đối phó phương pháp chỉ có một cái, đó chính là tiêu diệt, hơn nữa chiếm đoạt mà tuyệt đối sẽ không tiếp nhận đối phương đầu hàng cùng với đi nương nhờ giống như hắn đối phó ngụy ra như thế làm qua ác hơn nữa tội lỗi đáng chết võ giả toàn bộ đánh giết mà những cái kia tội không đáng chết võ giả nhưng là bắt giữ đưa đi đào quáng hoặc bắt giữ tiến đắng trong danh trại để cho bọn hắn lập công chuộc tội chờ bọn hắn lấy công chuộc tội sau đó lại đem bọn hắn phóng thích trả lại tự do của bọn hắn đến nỗi những cái kia không có làm qua ác không có cái gì tội ác võ giả nhưng là trực tiếp xua tan sở kiếm thu có thể tiếp nhận đối phương đi nương nhờ thế lực cũng là hắn có thể coi vào mắt thế lực tỉ như như gió nguyên hoàng thành ngũ đại thế gia bên trong thang gia sở kiếm thu bắt đầu tổ chức hội nghị thương lượng với nhau cao hà vương triều cùng tế sơn vương triều nhập vào huyền kiếm tông sự tình nhàn thanh tiết hạ u hoàng đường ngọc núi lương nhạn linh thôi nhã vân tiết lực lời cố khanh sông tễ thuần vu lúc tần diệu yên cùng một đám huyền kiếm tông cao tầng toàn bộ đều tham dự hội nghị chuyện này dù sao không phải là một chuyện nhỏ liên quan đến mọi mặt thực sự quá nhiều muốn để cao hà vương triều cùng tế sơn vương triều nhập vào đến huyền kiếm tông như vậy nhất thiết phải đem hai thế lực lớn này đều đặt vào đến huyền kiếm tông thể hệ bên trong bao quát chiến công thể hệ đại quân thể hệ hệ thống tu luyện tài nguyên cung ứng mạng lưới tình báo bố trí khổng lồ như vậy hơn nữa chuyện phức tạp sở kiếm thu tự nhiên không có khả năng tự mình một người làm được bất quá ngoại trừ huyền kiếm tông những cao tầng này tham dự hội nghị nam cung nhiễm tuyết nhưng cũng chạy tới tham gia náo nhiệt liền sông tễ thuần vu lúc những thứ này phong nguyên học cung đường chủ đều tham dự hội nghị Nàng Nam cung nhiễm tiết cái này phong nguyên học cung cung chủ, nếu là không ra sân mà nói, chẳng phải là thật mất mặt. Đối với một màn này, Sở Kiếm Thu cũng lười để ý nàng. Này nương môn ưa thích tham gia náo nhiệt, vậy liền để nàng góp tốt không chắc. Có thể phân công một ít chuyện cho nàng làm, loại này sức lao động miễn phí, không dùng thì phí. Sở Kiếm Thu ngoại trừ tại hội nghị Triệu Khai bắt đầu, nói một chút hội nghị lần này chủ đề sau đó, chuyện còn lại, liền giao cho Cao Hà Sương. Tế Sơn Khánh hai người, cùng với Nhan Thanh Tiết, Hạ U Hoàng. Lương Nhạn Linh cùng một đám huyền kiếm tông cao tầng đi cụ thể thảo luận. Chúng ta Cao Hà Vương Triều, cương vực trong hơn 50 tỷ, bây giờ xác minh. Có bát giai thượng phẩm quặng mỏ một tòa, bát giai trung phẩm quặng mỏ 25 tọa. Bát giai hạ phẩm quặng mỏ 83 tòa đến nỗi bát dai trở xuống quặng mỏ, số lượng rất nhiều, lão phu cũng có chút không nhớ rõ. Tại phương diện đại quân, bây giờ Cao Hà Vương Triều, có phổ thông đại quân 150 triệu. Đại quân tinh nhuệ 3.000 vạn. Cao Hà Sương cặn kẽ giới thiệu Cao Hà Vương Triều tình huống cụ thể. Cao Hà tiền bối, người nói những thứ này quặng mỏ, là đã khai phát qua. Vẫn là không có khai phát qua, tại sau khi nói xong Cao Hà Sương. Hạ U Hoàng nhịn không được hỏi, Cao Hà Sương nói tới những thứ này quặng mỏ. Thật là là quá mức kinh người. Bát giai thượng phẩm khoáng mạch huyền kiếm tông như nay. Đều chưa từng có phát hiện qua đâu, huyền kiếm tông tại chín suối trong đại lục. Trước mắt phát hiện qua phẩm giai cao nhất khoáng mạch. Cũng bất quá là bát giai trung phẩm mà thôi, hơn nữa, số lượng còn cực ít. Nhưng Cao Hà Sương lại nói, bọn hắn Cao Hà Vương chiều bên trong. Thế mà nắm giữ bát giai thượng phẩm quặng mỏ một tòa. Bát giai trung phẩm quặng mỏ 25 tọa, bát giai hạ phẩm quặng mỏ 83 tọa. Những tài phú này, thật là là quá mức kinh người. Ngoại trừ bát giai hạ phẩm quặng mỏ, khai phát qua một chút bên ngoài. Bát giai trung phẩm quặng mỏ cùng bát giai thượng phẩm quặng mỏ cũng không có khai phát qua. Cao Hà Sương nói, vì cái gì? Hạ U Hoàng nhịn không được tò mò hỏi tất nhiên có nhiều như vậy phẩm cấp cao khoáng mạch vì cái gì không đi mở hái những thứ này khoáng mạch một khi khai thác ra cầm lấy đi bán ra chẳng phải là một món tài sản khổng lồ bằng vào chúng ta cao hà vương chiều thực lực dù cho phát hiện bát giai trung phẩm cùng bát giai thượng phẩm quặng mỏ nào dám lộ ra tin tức này một khi tiết lộ ra ngoài đây không phải cho cao hà vương chiều chuốc họa sao cao hà sương nhịn không được cười khổ một tiếng nói những thứ này quặng mò tin tức ngoại trừ cao hà vương triều cực thiểu số mấy người biết những người khác đều căn bản vốn không biết chuyện này thì càng không cần phải nói đi khai phá hơn nữa chúng ta cao hà vương triều bên trong cũng không có có thể luyện chế bát giai trung phẩm trở lên pháp bảo luyện khí sư chúng ta một là không dám đem những thứ này quặng mò khai thác ra đi bán ra thứ hai chúng ta cao hà vương triều cũng không có có thể luyện chế bát giai trung phẩm trở lên pháp bảo luyện khí sư những thứ này bát giai trung phẩm trở lên quặng mỏ dù cho khai thác ra thì có ích lợi gì cũng chính là hôm nay chúng ta có huyền kiếm tông xem như chỗ dựa bằng không tin tức này lão phu dù cho đến bỏ mình một ngày kia cũng không dám đem chuyện này nói ra chỉ có thể đem cái này bí mật mang vào trong đất thôi cao hà sương nói mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thần sắc đây chính là thực lực nhỏ yếu bất đắc dĩ chỗ không có đầy đủ thực lực dù cho biết nơi nào có bảo vật cũng căn bản không dám đi lấy bằng không trẻ con ôm kim quá thị vừa đủ để vì chính mình chuốc họa thôi hạ u hoàng nghe vậy sắc mặt lập tức không khỏi đỏ lên phương diện này cũng là đích thật là chính mình không để ý đến bởi vì những năm gần đây huyền kiếm tông thực lực ngày càng cường đại nàng căn bản là không có vì loại chuyện này sầu lo qua nàng chỉ cần nghĩ trăm phương ngàn kế đi cho huyền kiếm tông kiếm lấy tận lực nhiều tiền như vậy đủ rồi đến nỗi sự tình khác có sở kiếm thu cùng huyền kiếm tông quân bộ đi giải quyết bất quá lão nhi này hôm nay liền loại bí mật này cũng giao phó đi ra xem ra hắn là thật tâm muốn mang cao hà vương triều đi nương nhờ huyền kiếm tông bằng không cũng đúng như chính hắn nói tới, nói ra bí mật như vậy, đích xác sẽ cho hắn cao hà vương triều. Mang đến to lớn vô cùng phiền phức, nhiều như vậy phẩm cấp cao quặng mỏ. Đây là một bút cực kỳ to lớn kinh người tài phú, dù cho bây giờ huyền kiếm tông tài đại khí thô. Khi nghe đến cao hà xương tin tức này thời điểm, hạ u hoàng cũng nhịn không được một trận nhãn thèm. Những thứ này khoáng mạch một khi khai thác ra, luyện chế thành pháp bảo hoặc chiến trận binh giáp mà nói cái này cần bán bao nhiêu tiền loại chuyện này chỉ cần suy nghĩ một chút hạ u hoàng cũng không khỏi một hồi tâm động không thôi cho dù là sở kiếm thu lúc này cũng không nhịn được liếc cao hà sương một cái hắn đều không nghĩ tới cao hà sương thế mà lại thật sự đem cao hà vương chiều nội tình đều cùng bàn đỡ ra đối với cao hà sương đi nương nhờ thành ý hắn ngược lại là không có hoài nghi lão nhi này rất thức thời hắn nhưng cũng đầu phục liền tuyệt đối sẽ không làm hư tình giả ý một bộ kia nhưng sở kiếm thu lại là bây giờ không có ngờ tới lão nhi này thế mà đem cao hà vương triều nội tình giao phó phải sạch sẽ như thế liền nửa điểm bí mật cũng không cho chính mình lưu nhìn thấy cao hà sương lần này cách làm sở kiếm thu cũng không khỏi coi trọng cao hà sương một mắt lão nhi này đích thật là một nhân tài hắn hôm nay lần này cách làm khẳng định có thể thu được đang ngồi huyền kiếm tông một đám cao tầng rất nhiều tốt đẹp cảm giác ít nhất chính hắn cũng sẽ không bạc đãi lão nhi này